yêu. Rồi chị nào vô like rồi nhớ chấm tương tác chia sẻ like lên giùm em nào mấy chị ơi. Bộ đang mặc là xếp cái này là rồi nha chị, lớp hồi phong cái đang mặc là rồi. Chân váy riêng, áo riêng nha chị, lớp hồi phong ơi. Rồi chấm bài chia sẻ like lên liền giùm em nha. Rồi chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Chấm tương tác chia sẻ like lên giúp em nè mấy chị ơi. Lên hàng em lên sẽ lên hàng tặng đầu like trước nha. Xong rồi sau đó sẽ lên hàng mới. Lên hàng tặng đầu like trước xong sau đó sẽ lên hàng mới nè. Chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Chị ơi, áo này em sẽ tặng đầu like dành cho chị nào có chia sẻ like nha. Đó, áo này form từ 40kg đến 60kg là mang vừa hết giùm em nha mấy chị ơi. Rồi chấm tương tác chia sẻ like lên liền giùm em nè mấy chị ơi. Để mình chốt hàng tặng đầu like nha. Em sẽ lên hàng tặng với là hàng tri ân đầu like luôn nè. Mấy chị chấm tương tác chia sẻ like lên liền giùm em nha mấy chị ơi. Áo thun này form từ 40kg đến 60kg là men vừa luôn áo này dùm em nha. Đó đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Từ 40kg đến 60kg là men được hết luôn dùm em mẫu này. Rồi cái này em tặng cho chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi. Mấy chị nhớ chia sẻ like nè, chấm tương tác. Để tí em đọc mẹ tặng khỏi bị ẩn comment nha. Thấy chị Phượng Ruby nha chị ơi. Đây nha mấy chị ơi, áo này dễ mặc cực kỳ luôn. Từ 40kg đến 60kg là mặc được hết giùm em mẫu này nha. Đó, chuẩn bị em đọc mẹ tặng nè. Để em coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi là em đọc mẹ tặng nha. Mấy chị nhớ phải chấm tương tác nha mấy chị ơi, cho nó không bị ẩn nha. Chia sẻ like ở chế độ công khai giùm em nha. Chị Nga Nguyễn ơi, chị chia sẻ like nha chị ơi. Để tí nữa em đọc mẹ hàng tặng á, mình sẽ chốt nha, về có chia sẻ thì mới được nha chị ơi. Rồi chia sẻ like lên liền giùm em nè mấy chị ơi. Chia sẻ like lên liền giúp em nha, chuẩn bị em đọc mẹ tặng nè. Rồi áo thun này nha mấy chị ơi, 40 đến 60 kg là men vừa hết luôn giùm em mẫu này nha. Từ 40 kg đến 60 kg là mặc được hết luôn, quả đẹp cực kỳ luôn nè. Nay fan cứng dí à. Chị này mà tương tác với em nhiều quá là nó sẽ hiện lên chế độ fan cứng gì đó. Rồi, đây nha mấy chị ơi, chuẩn bị em đọc mẹ tặng của cái áo này nha. Rồi, chốt giùm em cái này mẹ là... chốt em mẹ là áo thun xanh nha, tặng miễn phí cho chị nào có chia sẻ like. Áo thun xanh giùm em nha, áo thun xanh. Rồi, chị nào thích mẫu này, chốt giùm em là áo thun xanh, tặng miễn phí cho chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi. Tặng miễn phí chị nào có chia sẻ like, chốt giùm em mẹ là áo thun xanh. Chốt mẹ áo thun xanh nha mấy chị ơi, áo thun xanh. Chân váy em mặc giá là 115 ngàn. Chân váy em mặc giá 115 nha.
cho con bé mặc giấy 115. Chị Ngọc Ngọc áo thun xanh là đầu tiên luôn có chia sẻ. Ngọc Ngọc đầu tiên có chia sẻ nè. Rồi chia sẻ la lên liền giùm em nha mấy chị ơi. Chân váy mặc là vải nhung nha, giá 115 ngàn. Còn áo mặc là giá 95 ngàn. Phần này ở dưới là nó có bo thun thoải mái. Áo em mặc form tầm 55, 56, 57 ký trở lại là vừa luôn nha. Nằm bầu 8 tháng bao nhiêu ký chị Mỹ Thuận ơi? Dài tới nào, chân váy mặc là dài que gối như thế này nha chị ơi. Dài que gối như thế này nè. Đây nha chị Loan em ơi, chân váy mặc là nó là dáng dài que gối như thế này nha chị. Giá là 115 ngàn một chân váy chất nhung xếp ly nha. Chất liệu là nhung xếp ly nha mấy chị ơi. Còn áo yếm mặc là form tầm từ 40kg đến 55-56kg là mang vừa. Áo mặc phần dưới là nó có bo thun giùm em nha. Bo thun nói chung cái này vải đẹp lắm. 63kg rồi hả chị Mỹ Thuận? Để em coi thử nha, có cái nào form to thì em nói. Áo yếm mặc là 95.000 và form 40kg đến 50 40kg đến tầm 55-56-57kg gì đổ lại là vừa hết giùm em luôn nha. Thì ngang tay là bo thun nè, ngang tay bo thun. Về phần dưới nó cũng là bo thun giùm em luôn. 95 ngàn, chân váy là 115 nha. Chân váy 115, chân váy 40-60kg mang vừa luôn. Lưng thun nha mấy chị ơi, lưng thun. Rồi em tặng tiếp một mẹ tặng nha. Fan cứng hồi nào không hay. Rồi này nha mấy chị ơi. Rồi em tặng cái này nha. Form này tầm từ 40kg đến 55kg là mang vừa áo này. Rồi cái này tặng miễn phí dành cho chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi. Tặng miễn phí chị nào có chia sẻ like áo kiểu sơ mi có luôn nha chị Hoa Tuyết ơi. Nhưng mà sáng nay em về đầm. Sáng nay về đầm cho nên là chắc là sẽ like đầm trước. Ha ha, hôm qua được lên cấp fan cứng hả? Sao nó chưa hiện lên gì bè Lê Ngọc Anh Thi. Rồi cái này chốt giùm em nha mấy chị ơi. Áo này em tặng cho chị nào có chia sẻ like nha. Tay dài là đẹp lắm luôn. Mẫu này form tầm 55kg trở lại là mang vừa. Chốt giùm em cái này là chốt giùm em mẹ tặng là mấy chị ơi. Chốt giùm em mẹ tặng nha. Rồi để em đọc mẹ nha mấy chị ơi. Áo trắng này form tầm 55kg trở lại là mang vừa giùm em nha. Form tầm 55kg lại mang vừa. Chưa chịu chấp nhận, không dám nhận hả? La đầm đi chị, rồi xong cái mẻ hàng tặng này em lên đầm nha. Em đọc mẻ nha mấy chị ơi, áo trắng này em đọc mẻ tặng nha. Chốt giùm em mấy chị ơi, chuẩn bị em đọc mẻ tặng nè. Chuẩn bị em đọc mẻ tặng nha mấy chị ơi, để em đọc mẻ tặng nha. Chuẩn bị em đọc mẻ tặng nè. Rồi áo này chốt em mẻ là 6272. Chốt mẻ 6272 giùm em nha. 6272. Tặng miễn phí cho chị nào có chia sẻ like về comment sớm nhất nha mấy chị ơi. Chốt mẻ 6272 giùm em nha. 6272. Mẻ 6272 nha mấy chị ơi. Chốt mẻ 6272 đừng chốt mẻ tặng nữa. 6272 Jerry Hồ. Cherry Hồ. Sáu hai bảy hai Cherry Hồ. Rồi bây giờ em lên hàng mới nha. Rồi bây giờ lên hàng mới nha mấy chị ơi, lên hàng mới nè. Một cái đầm vít màu trắng. Rồi vải, dạng vải tuyết mưa cực kỳ dày dặn giùm em mẫu này nha mấy chị ơi. Dạng tuyết mưa dày dặn nha. Em lên hàng mới nè mấy chị ơi.
Form này tầm 55-56kg trở lại là men vừa. Đây, tầm 55-56kg trở lại là men vừa giúp em mẫu này nha. Đây nha mấy chị ơi, đầm vest nó có viền và nó có may nút như thế này giùm em nha. 55-56kg lại là men vừa cái đầm này. Cái phe màu kem ấy chị, phe màu kem. Đầm len giá là 135.000, cái này form 40-60kg men vừa, dáng dài que gối nha anh Thùy Dương ơi. 135 giùm em nha. 40-60kg men vừa, dáng dài que gối với 135.000. Đầm này đầm len dáng suông. Đầm len suông 135 giùm em nha. Đó, đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Chị lấy đầm sọc này, chốt em là đầm sọc nha. Giá 135.000 đầm sọc 135, vải là vải len form cực kỳ co giãn. Từ 40kg đến 60kg là men vừa hết cho em mẫu này nha. Chị nào lấy sọc, chốt em sọc 135.000. Sọc 135 nha mấy chị ơi. Sọc 135.000. Đầm sơ mi hồi chị nói chung có nha, em lên là em lên từ từ từng mẫu. Rồi đầm trắng giùm em mấy chị ơi, giá 145.000. Đầm cổ vét trắng giá 145.000 giùm em, form từ 40kg nè đến 55-56kg là mấy chị mặc được cái đầm này luôn nha. Chất vải tuyết mưa cực kỳ dày dặn luôn mấy chị ơi. Nó kèm dây cột eo cho mình nè, cổ vét bỉ re chạy viền và có nút. 145 đầm trắng nha. Chị nào lấy đầm trắng chốt giùm em là đầm trắng với 145.000. Rồi đây nha mấy chị ơi, 145 giùm em nha. Mẫu này thì em chỉ có duy nhất một cái thôi nha. Chị nào lấy đầm trắng 145 chốt giùm em đầm trắng. Chị lấy đầm vest trắng 145 chốt giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này em có đúng một cái duy nhất nha, 145.000, vải này nhận hàng ưng ý liền luôn. Chất vải là vải tuyết mưa giùm em nha. Nó kèm dây cột eo cho mình luôn nè. Giá là 145.000. Chị nào lấy trắng 145 chốt giùm em là trắng nha mấy chị ơi. Giá 145.000 đầm trắng. Rồi đầm vest màu hồng. Rồi đầm cổ vét màu hồng giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ la lên giùm em nè. Đầm cổ vét màu hồng, form này từ 40kg đến 56-57kg giùm em vừa hết giùm em mẫu này nha. Mẫu này nó có dây cột eo cho mình luôn nè, chất vải cực kỳ đẹp luôn, giá 145.000. Chất vải đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi, giá là 145.000 một đầm. Đầm cổ vét sát nách như thế này giùm em nha. Cổ vít sát nách nè mấy chị ơi. Vải thì yên tâm dùm em nha, vải bao đẹp cho mình luôn. Giá là 145.000 cái đầm vít này. Form tầm 40kg đến 56-57kg là men vừa hết luôn nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn mẫu này dùm em nha. Kiểu nó nè, đầm này làm kiểu xuống dưới là đẹp cực kỳ luôn. Và có dây cột eo lại dùm em mẫu này. Giá 145.000 đầm cổ vít. Rồi mặt xong mình cột cái này lại giùm em nha, giá 145.000, mẫu này cũng đúng một cái duy nhất. Sang lắm luôn nha mấy chị ơi, vải beo mịn beo đẹp cho mình luôn. Rồi cổ vét bỉ re như thế này giùm em nha. Màu hồng ruốc. Hồng ruốc nha mấy chị ơi. 145.000 mẫu này giúp em nha. Giờ lấy hồng ruốc, chốt em hồng ruốc nè, giá 145.000 màu hồng ruốc giùm em nha mấy chị ơi. Những mẫu này là những toàn đa số là mẫu lẻ một cái nha. Cho nên là chị nào mà thích thì chốt nhanh giùm em nha mấy chị ơi. Vì đúng một cái, không có cái thứ hai luôn. Giá là 145.000 dùm em mẫu vest này nha. Chị lấy vest 145 chốt dùm em là vest với 145.000 đầm vest nha mấy chị ơi. Sen cực kỳ luôn, mẫu này đơn giản mấy chị có thể mặc đi tiệc được luôn dùm em nha. Chốt em đầm hồng 145.000 đầm hồng. Vest hồng 145 nha mấy chị ơi. Rồi nhớ chia sẻ like lên dùm em nha mấy chị ơi. Rồi đầm này, form này tầm 52kg trở lại là men vừa. Đầm này form tầm 52kg lại là men vừa giúp em mẫu này nha mấy chị ơi. Phần trên của nó là cổ sơ mi nè. Phần trên là cổ sơ mi và vải kete rất là dày dặn và rất là mịn luôn mấy chị ơi. Phần dưới là chất vải tuyết mưa giùm em nha. Mẫu này em cũng có đúng một cái duy nhất. Giá là 145.000. Chị nào lấy đầm này chốt em đầm mẹ số 1 giá 145 và form tầm 52kg lại men vừa. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Rồi phía sau của nó là có nút cài giùm em nè và có dây kéo ở phía sau. Có nút cài và có dây kéo ở phía sau giùm em như thế này nha mấy chị ơi.
Rồi mẫu này giá là 145 ngàn dùm em nha. Chị nào lấy đầm này chốt em đầm mẻ 1 giá 145. Lên sang lắm luôn nha mấy chị ơi. Lên cực kỳ sang mẫu này. Dưới là vải tuyết mưa, trên là vải ke tơ dùm em nha. Rồi phần trước của nó có nút cài nè, phần sau cũng vậy luôn, nút cài hở một chút xíu và có dây kéo dùm em. Vải tuyết mưa dày dặn cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Rồi đầm này đúng một cái duy nhất giá 145 ngàn. Chị nào thích đầm này chốt em mẻ số 1 nha mấy chị ơi. Chị nào lấy đầm này chốt giùm em là mẻ số 1 nha. Giá là 145 ngàn mẻ 1, 145 ngàn mẻ 1 nha mấy chị ơi. 145 ngàn chốt em mẻ 1 nha. Một bốn năm mẻ một nha mấy chị ơi, chị nào lấy mẫu này chốt em mẻ số 1 nha, giá là 145 ngàn mẻ 1. Rồi chân váy nha mấy chị ơi, mẫu này giá là 85 ngàn một chân váy, 85 ngàn một chân váy giùm em nha. Mẫu này nó có quần bên trong luôn, em có màu đen size S nè. Màu đen size S nha mấy chị ơi, màu đen size S có quần bên trong luôn. Vải cực kỳ dày dặn và chất rất là mịn rất đẹp luôn nha. Size S có màu đen, màu kè phơ sữa. Màu kè phơ sữa cũng size S luôn nha mấy chị ơi, cái vải này đẹp cực kỳ luôn nha. Cho xem váy caro đi chị, ok chị Thúy Hường Trần nè. Rồi cái này chốt mi màu nâu cũng size S, vải đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Màu nâu cũng size S giùm em, cái này có quần bên trong, giá 85 ngàn một chân váy. Về cái này là màu xám chuột đậm giùm em nha, màu xám chuột đậm giá 85 ngàn. Size M. Màu xám chuột đậm này là size M giùm em nha. Chân váy này cực kỳ dày dặn bao đẹp cho mình luôn, giá 85 ngàn có quần bên trong giùm em nha. Chị nào lấy chân váy chốt em màu xám chuột giá 85 ngàn, xám chuột này là em có size M nha. Còn màu đen với màu nâu là có size S. Đầm caro mẫu này đây. Cho mình xem mấy cái chữ E đi bạn. Rồi chân váy chị nào lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Chân váy ai lấy thì chốt giùm em nha. Màu nâu với lại màu đen là size S, còn màu xám chuột là size M. Nâu đen size S, còn xám chuột là size M giùm em nha. Rồi ai lấy thì báo nha mấy chị ơi. Đầm caro này giá là 135 ngàn một đầm. Về form 50B 54kg, trở lại là men vừa dùm em nha. 50B 54kg lại men vừa. Mẫu này thì em có caro kem với lại caro màu xanh rêu hai màu. Đây caro này là caro màu xanh rêu dùm em nha mấy chị ơi. Caro xanh rêu, cái này caro vàng dùm em nha. Có cái váy nào màu vàng hết luôn không chị? Có luôn nha Nguyễn Mai Loan ơi. Rồi đây giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này caro này 135 ngàn. Ok trăm mí nha, để chị lên lại chân váy lúc nãy cho. Rồi cái này có dây kéo phía sau giùm em nha mấy chị ơi. Về form 40kg đến 50B 54kg. Cái này nó rơi vô size M nha chị Thúy Hường Trần ơi. Size M giùm em nha chị. Cái này rơi vô size M nè. Màu kem với lại caro màu kem và caro màu xanh rêu hai màu. Size M dùm em nha chị Nguyễn Mai Loan ơi. M tầm 40kg đến 53-54kg là mặc được mẫu này luôn dùm em nha. Nói chung vải dày dặn chót mát rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Chị Phương Đăng ơi, em ở gần bến xe phía Bắc Nha Trang nha chị. Nhà số 10 đường Bơ Ba, khu đô thị Bắc Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Nha Trang. Mấy chị ghé qua lựa đồ, mấy chị ghé dùm em từ 2 giờ đến 7 giờ tối nha. Thì giờ đó có nhân viên lên đó, thì mấy chị ghé lựa nó dễ hơn. Còn sáng em like một mình lần ghé buổi sáng nha mấy chị ơi. Sáng thì lâu lâu mới có ở nhà về em like, cũng like có một mình thôi nên không ghé buổi sáng nha mấy chị. Ghé lựa đồ từ 2 giờ đến 7 giờ chiều dùm em nha. 2 giờ đến 7 giờ tối. Rồi caro nè, caro kem, caro rêu hai màu dùm em. Giá 135 ngàn một đầm nha mấy chị ơi. Chị nào lấy chốt giúp em nha, caro kèm màu. Rồi em lên tiếp mẫu nha mấy chị ơi. Chân váy hồi nãy em lên lại cho chị nào nãy mới hỏi em nè. Chân váy là 85 ngàn dùm em nha mấy chị ơi. Chân váy là 85 ngàn dùm em nha. Màu này là màu xám chuột đậm. Màu xám chuột đậm dùm em nha. Xám chuột đậm này nó là size M. Có quần bên trong, có dây kéo bên hông dùm em luôn. Chân váy này đẹp lắm lắm luôn nha mấy chị ơi. Đó.
Rồi dây kéo bên hông và có quần bên trong. Áo mặc còn nha chị Ly Phương. Ok chị Ly Phương, áo mặc là 95.000, form tầm 56-57kg, lại là men vừa. Nói chung là co giãn thoải mái nè chị. Rút bao nhiêu là tùy mình, muốn hở hay không là do mình luôn nha. Tay như thế này. Rồi màu xám chuột. Ok chị Ly Phương đậm để này chị nha. Xám chuột đậm size M. Rồi màu nâu giùm em nè. Màu nâu là size S. Nâu là size S. Và màu đen là size S nha. Ok chị Ly Phương, cái này màu đen nha. Áo sơ mi hơn chị, sơ mi có 1-2 mẫu thôi. Để em lên chị coi luôn. Này xám chuột size M, đen S và màu nâu size S giùm em nha. Đen S, nâu S, xám chuột size M. Sơ mi thì em có mấy loại thôi à, đợi em chút à. Nhan Nene ơi, và nó chỉ có đúng một màu duy nhất em. Đúng một màu. Mẫu đi ở sau, chị nào muốn coi mẫu này ở sau thì nói em nha, để em lấy ra cho mấy chị coi. Nhớ chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Và mẫu này, áo này nè mấy chị ơi, cổ của nó mấy chị mặc cổ bình thường cũng được, còn mấy chị mặc trở vai quen bơn cũng được nha. Mặc trở vai quen bơn cũng được. Đây do em đang mặc áo bên trong nó hơi dày phần này. Áo bên trong nó ấy cho nên là nó hơi cộng cộng chỗ này xíu. Nó hơi bị cóng chỗ này. Xem cái sọc đủ màu đi em. Ok chị Hòa Lê. Áo ấy mặc giá là 95 ngàn giùm em nha. Phong như thế này, giá là 95 ngàn một áo. Mấy chị mặc cổ bình thường mặc lệch vai được luôn nha. Phần này nó bị cấn, lý do là em đang mặc áo sát nách bên trong, nó hơi cấn cái phần này xíu. Mấy chị mặc áo bình thường nó sẽ không có cấn nhiều nha. Lọt vai quen bên. Form từ 40-60kg là men vừa hết dùm em mẫu đang mặc nha. Đầm đủ màu ở sau, giá là 135.000, rồi em đưa mẫu chị coi nha. Chân váy mặc giá là 115.000, form 60kg loại men vừa, lưng là lưng thun nha chị Ly Phương ơi. Chắc chắn là chị men vừa nha. Chân váy mặc giá 115, lưng là lưng thun, chắc chắn là chị men vừa nha chị ơi. Đầm đủ màu ở sau ra nha chị. Đầm này là đầm len dùm em, dáng dài, que gối, 135.000. Form từ 40kg-60kg là men vừa hết giúp em mẫu này nha chị ơi. Vải là vải len nha, cái này chị nào bầu bì thì cũng có thể bon chen được dùm em. Len cực kỳ co giãn luôn. Váy ngắn em, váy ngắn nó không có size L nha chị. L để em lên mẫu khác nha. L để em lên mẫu khác. Rồi cái sọc này dùm em nha mấy chị ơi. Giá là 135.000 cái đầm sọc này. Vải là vải len cực kỳ dày dặn và chất cực kỳ đẹp dùm em luôn nha mấy chị ơi. 135.000 hàng len Quảng Châu. Vải đẹp lắm luôn, nãy chị nào hỏi mẫu này nè. 135.000 thôi nha mấy chị ơi. Nói chung là vải rất là đẹp luôn. Giá là 135.000. Form 40-60kg bầu bì bông chen thoải mái dùm em mẫu này luôn nha. Giá 135 nha mấy chị ơi. A à, lấy đầm này chốt em là đầm sọc nha. 135.000 đầm sọc. 135.000 đầm sọc nha mấy chị ơi. Để em lên chân váy size lớn nè. Chân váy size lớn đây nè. Chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like lên giúp em nè. Đây chân váy size lớn mẫu này. Rồi đây nha mấy chị ơi. Mẫu này size L. Giá là 85.000 và nó có quần bên trong luôn giùm em. Một màu duy nhất size L. Giá 85.000 và có quần bên trong. Chân váy này hàng Quảng Châu dùm em nha. Chân váy này là hàng Quảng Châu. Giá 85.000 và nó có quần bên trong dùm em nha mấy chị ơi. Đây phần trước nút nè. Về theo dùm em nha. Theo từ trên xuống dưới. Nó chạy chỉ nổi từ trên xuống dưới luôn dùm em nè.
phía sau là có dây kéo, có quần bên trong, chất vải là vải kaki, giá là 85.000 giùm em nha. 85.000 cái chân váy này, chị nào lấy chân váy này chốt em là chân váy kem nha, size này là size L. Rồi chân váy kem size L giùm em nha mấy chị ơi. Chân váy kem size L, chị nào lấy chân váy kem này chốt giùm em nha, đúng một cái duy nhất size L, chất vải kaki và nó có quần bên trong giùm em luôn. Chất vải kaki và nó có quần bên trong. Rồi chân váy dê này cũng size L màu vàng, có quần bên trong giùm em nha. Chân váy dê giá cũng 85.000 giùm em mẫu này, size L và nó có quần bên trong nha mấy chị ơi. Ở sau có dây kéo giùm em nha. Ở sau có dây kéo, chất dây rất là mềm, rất là mịn luôn nha mấy chị ơi. Và nó có quần bên trong giùm em nha, mẫu này giá cũng 85.000. Chị nào lấy chân váy dê chốt em chân váy dê nha, giá 85.000 chân váy dê nha mấy chị ơi. Dây kéo nằm phía sau giùm em nè, dê rất là mịn, rất là đẹp luôn, có quần bên trong L. Mẫu này là size XL nha mấy chị ơi. Mẫu này là size XL giùm em nha, cũng có dây kéo ở phía sau. Rồi túi nè mấy chị ơi, túi như thế này giùm em nha. Chị nào 60kg thì mang thoải mái chân váy này luôn nha. Size XL giùm em nè, XL nha mấy chị ơi, có quần bên trong luôn. Và ở sau là có dây kéo phía sau giùm em nha. Size này là size XL. Đó, chị nào lấy chân váy này chốt giùm em nha mấy chị ơi. Chị nào lấy chân váy size XL chốt em nha, chị Nguyễn Nghe XL nè. Chị Nguyễn Nghe size XL. Nguyễn Nghe size XL nè, nhớ chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Chân váy đó không có màu đen nha chị, để em lên màu đen là loại khác nè. Rồi màu xanh này thì em có nhiều size. Chân váy 62kg chắc chị mặc được những cái chân váy lưng thun thôi nha chị. Có yếm luôn nha chị Phạm Moon xin. Rồi chân váy xanh này em có size M, L và size XL. B size giùm em nha, giá là 85.000. M, L, X, L, B size. Chị nào lấy chân váy này chốt em chân váy xanh kèm size, giá là 85.000. Chốt xanh kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Rồi chốt xanh kèm size giúp em mẫu này nha, giá là 85.000 một chân váy. Em có size M, L và size X, L, B size nha mấy chị ơi. M, L và X, L, B size giúp em mẫu này nha, giá là 85.000, có quần bên trong luôn, hàng Quảng Châu, chất vải rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Mét 58 62kg thì chị có thể mặc được những cái chân váy lưng thun giống như em nha chị, chứ còn những cái này thì em sợ nhiều khi nó không vừa. Rồi size XL, chị Nguyễn Nghe XL nè, váy đang mặc một màu duy nhất nha chị Phạm Môn ơi. Váy mặc một màu nha, chân váy dài thì có nhiều loại, còn mẫu mặc chỉ có một màu thôi. Chị Nguyễn Nghe size XL. Em ở Nha Trang nha chị Dương Thư ơi, ở Nha Trang, gần bến xe phía Bắc Nha Trang nha mấy chị. Rồi chân váy xanh em còn size M và size L. Chị nào lấy chân váy xanh này thì béo em nha, còn M với lại L hai size, giá là 85.000 một chân váy nha mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu, chất vải đẹp cực kỳ luôn nha, có quần bên trong giùm em luôn. Chân váy mặc giá 115.000 nha chị Phạm Môn ơi, 115.000. 40kg đến 60kg thì mang vừa hết giùm em luôn nha. Lưng là lưng thun, ở phía dưới là vải nhung xếp ly giùm em nha. Giá là 115.000. Giá 115.000 nha mấy chị ơi. Rồi quần này form 40 đến 60kg là mang vừa hết giùm em mẫu này nha. Quần này giá 85.000 mấy chị ơi, chốt em quần 85.000. Phần này là cài nút giùm em nha, phần này là cài nút nè, giá là 85.000. Rồi đây nha mấy chị ơi, quần này từ 40kg đến 60kg là men vừa hết giùm em mẫu này nha. Phía sau là lưng thun, rồi nó có hai túi hai bên, vải kaki. L bao nhiêu ký vừa chị? L L này tầm 56-57kg giùm em nha. L tầm 56-57kg.
M tầm 53-54kg lại giùm em. Màu hồng hận chị rồi có luôn nha, đợi em xíu. Rồi quần này 85.000 giùm em nha mấy chị ơi, lưng là lưng keo. Lưng là lưng keo giùm em nha mấy chị ơi, lưng siêu keo luôn nè. Phía trước của nó nút cài như này giùm em nha, có hai túi hai bên. Rồi phía sau lưng là lưng thun giùm em nè. 40-60kg là mang vừa hết giùm em quần này nha. 85.000 chị lấy quần này, chốt em quần giá 85 nha mấy chị ơi. Lưng keo lắm luôn, hai túi hai bên, vải là vải kaki. Vải là vải kaki giùm em nha, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Sau là lưng thun. Rồi chị nào lấy quần này chốt em quần nha, giá 85.000 quần. Quần 85.000 quần giùm em nha mấy chị ơi, ai lấy quần chốt quần, giá 85.000 quần. Ngàn quần giùm em nha, chị lấy quần chốt quần 85.000. Quần giá 85.000 quần giùm em nha mấy chị ơi. Rồi chân váy da. Có mẫu nào màu hồng, đây này chuẩn bị em lên màu hồng cho chị nha. Rồi chân váy da màu đen giá 85.000, cái này size là size size XL giùm em nha. Chị lấy đen chốt em đen XL giá 85.000. Chân váy da màu đen size XL nha mấy chị ơi. Chân váy da màu đen size là size XL giùm em nha. Chị lấy da màu đen chốt em màu đen nè, size này size XL, đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi, 85.000. Chất da rất là mịn, rất là mềm luôn nha. Đẹp cực kỳ luôn, nó có da kéo phía trước cho mình. Giá là 85 một chân váy da. Đấy nha mấy chị ơi. Chị lấy da chốt em da màu đen nha, 85.000 đen. 85.000 đen giùm em nha mấy chị ơi. Chị nghe Nguyễn nè. Ký là chị mặc được những cái loại này nè chị ơi, là chị mặc được lưng thun thôi nha chị. Liên Kim Phượng ơi, mặc được lưng thun như này nè chị ơi. Rồi cái em cầm giá là 115.000 một chân váy đây nha, cái em cầm giá 115.000 một chân váy giùm em nè mấy chị ơi, 115.000. Cái này chị mặc có thể được luôn á chị Lâm Kim Phượng ơi, tại vì lưng thun rất là dễ mặc, hàng này hàng hai lớp giùm em nha. Giá là 115.000 một chân váy. Giá là 115.000 một cái chân váy này giúp em nha mấy chị ơi. Bên trong của nó, bên ngoài là một lớp là ren lưới. Có đen XL không chị? Đen X còn đen XL không chị? Hết rồi nha chị Dương Thư ơi. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi, mẫu này. Phía trong rất là đẹp luôn nè. Đó, chân váy cực kỳ xịn giùm em nha, 115.000. Chị lấy chân váy này chốt em này, mã số 10-115. Mã 10 giá 115.000, 40-60, 6 mấy ký mặc cũng được nha. 62, 63 ký gì mặc cũng được hết luôn giùm em. Tại vì lưng là lưng thun, chân váy này cực kỳ xịn luôn nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt em chân váy mã số 10, 115.000. Chân váy mã 10 giá 115. Rồi chân váy vàng này em có size X với size M, 2 size. 95.000, vải kaki có độ co giãn giùm em nha. Mẫu này có size F với size M, 2 size, giá là 95.000 một chân váy giúp em nha mấy chị ơi. Chất kaki có độ co giãn luôn giùm em nha. Phía sau là có dây kéo nè mấy chị ơi. Chân váy này hàng Quảng Châu, nút từ trên xuống dưới giùm em luôn. Giá là 95.000 một chân váy. S với lại M, 2 size. S và M, 2 size giùm em mẫu này nha. Đó, chị nào lấy chân váy này chốt giùm em chân váy kiềm size, chốt vàng kiềm size nha. Vàng kiềm size giá 95.000, S với M 2 size nha. Đây nha mấy chị ơi, S và M 2 size chốt giùm em là chân váy vàng kiềm size, S M 2 size. Rồi quần caro này là size L. Quần caro này size L giá 85.000 giùm em nha. Quần nhà quần ống suông nè, quần ống suông nha mấy chị ơi, beo đẹp luôn. Size này là size L giùm em nha. Vải dày dặn cực kỳ, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. 85.000 quần này size L. Rồi có hai túi hai bên giùm em nha, vải dày dặn cực kỳ luôn. Vải dày dặn rất là đúng form luôn nha mấy chị ơi, hàng Quảng Châu giùm em nè. Cái này size L nha, giá là 85.000 size L. 85.000 size L giùm em nha.
Chờ lấy quần caro size L, chốt em caro size L. Đây nha mấy chị ơi, chốt caro size L giùm em nha. Rồi caro size L giá là 85.000 caro size L. Rồi chân váy hồng này là size S giùm em nha. Chân váy hồng này size S. Eo bao nhiêu vậy em? L này giá tầm em 78 đổ lại nha chị, 78 em đổ đổ thôi thì vì không có thuốc dây ở đây. Chị Linh Nhi chắc chắn là vừa rồi nha chị, Linh Nhi chắc chắn vừa rồi đó, eo tầm eo 78 á. Nói chung em đổ thôi à. Caro chị vừa không rồi. Cái này chị Linh Nhi chắc chắn là vừa nha, lấy thì chốt lại em là caro. Lấy thì chốt lại em là caro nha. Ok chị Linh Nhi nè. 85.000. Chị Lâm Kim Phượng lấy váy hồi nãy là 115 nha chị. Váy hồi nãy giá là 115.000 nha chị ơi. Cho em lên lên em địa chỉ luôn nha. Lâm Kim Phượng nè, chân váy đó 115.000 nha chị. Lấy thì ok giùm em rồi, lên giúp em cái địa chỉ luôn nha chị ơi. 115. Mẫu này giùm em nha, 115.000 chứ không phải là giá 101 nha chị. Lâm Kim Phượng nè, 115. Ok giùm em, lên địa chỉ giùm em luôn. Còn chân váy nha Kim Hồng ơi, lên đầm hồng dài, đầm hồng. Đầm hồng mày dài hả chị? Để em coi tôi có hay không để nha. Chân váy mẫu này giá là 99.000 một chân váy giùm em nha. Chân váy loại này giá là 99.000 một chân váy. Loại này thì em có vàng size cho chị Mẹ Khánh Linh, gửi hàng cho chị. Dạ em gửi rồi nha Thanh Bích Dương ơi. Em gửi rồi nha chị. Rồi size cho chị Mẹ Khánh Linh size nè. Dạ rồi em cảm ơn chị Lâm Kim Phượng nha chị ơi. Mẫu này giá là 99.000 một chân váy giùm em, 40 đến 60, 62, 63 cứ gì vừa hết giùm em mẫu này luôn nha. Cái này là ở ngoài. Chân váy thì L em lên hồi nãy rồi chị ơi, L ít lắm. Bên trong một lớp lưới nè, chân váy vàng còn nha chị Minh Minh ơi. Và em còn size S với size M luôn, hai size nha chị. Vậy em ở Nha Trang nha chị Lâm Kim Phượng ơi, ở Nha Trang nha chị ơi. Rồi mẫu này 99.000, em có màu này là màu nâu giùm em nha. Màu nâu với màu đậm. Lên đậm với chị không rồi, đợi em xíu nha chị ơi. Nâu với lại xám hai màu giùm em, giá là 99.000 một chân váy. 99.000 một chân váy giúp em nha mấy chị ơi. Chân váy này cực kỳ là dày dặn, bên trong nó một lớp lưới bên trong cho mình. Bên ngoài là một lớp vải nhung xếp ly luôn cho mình luôn nha. Màu này, mẫu này em có màu xám với màu nâu hai màu. 99.000 màu xám mấy chị nhìn một cái chân váy này dày dặn cực kỳ luôn giúp em nha mấy chị ơi. Màu này màu xám giùm em nha. Và màu này là màu nâu. Giá là 99.000 một chân váy giùm em nào mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Lên làm 62 kg thôi chị. Rồi màu nâu giùm em nha, nâu nè, xám nè, hai màu. Chị lấy chân váy này chốt em chân váy kèm màu. Ok chị Minh Minh nha chị ơi. Chị Liên Nguyễn màu nâu cho em địa chỉ số điện thoại nha chị ơi. Chị Liên Nguyễn nâu nè. Nâu 99 chị Minh Nguyễn size M.
chị Minh Minh chứ nha, Minh Minh Final. Em có cái áo sơ mi này giá là 85.000 một áo nè mấy chị ơi. Sơ mi này giá 85.000 một áo giùm em nha. Form này tầm 55 kg trở lại là men vừa giá 85.000. 55 kg lại men vừa giá là 85.000 giúp em mẫu này nha. Vậy rồi em cảm ơn chị Liên Nguyễn nha chị ơi. Cổ của nó bẻ ra nè, vải này chất vải rất là đẹp nha. 85.000, màu của nó là màu xanh minh, xanh hơi nhạt nhạt, màu xanh minh giùm em nha mấy chị ơi. Form này tầm 40 đến 55 kg là men vừa. Dạ ok chị, trăm trăm nè chị ơi. Năm nay là vải len dùm em nha chị, 135.000, vải là vải len. Form dày dặn, form co giãn từ 40kg đến 60kg là men vừa luôn giúp em mẫu này nha. Giá là 135.000 một đầm. Giá là 135.000 một đầm dùm em nha mấy chị ơi. 135.000 một đầm, form 40 đến 60kg men vừa, dáng dài que gối dùm em nha. Dáng dài que gối 135.000. Vải len chất rất là mịn, rất đẹp luôn dùm em nha. 135.000 chị lấy đầm sọc này, chốt em đầm sọc nha. Đầm sọc 135 dùm em nha mấy chị ơi. Sọc 135 dùm em nha. Đó, 40 đến 60kg đều men vừa mẫu này. Chất dài, que gối là chất cực kỳ dày dặn, rất đẹp luôn nha. Vải là vải len. Rồi, ai lấy đầm sọc, chốt em đầm sọc nha mấy chị ơi. 135.000 đầm sọc. Sọc 135 dùm em. Chân váy nhung màu xám ok chị Mẹ Khánh Linh. Nhung xám 99 chị Mẹ Khánh Linh nè. Rồi đầm sọc nãy chị nào lấy chốt em nha mấy chị ơi. Em có cái quần này lưng quần sọt lưng keo, em có size S với size M hai size. Giá là 95.000 một quần. Quần sọt lưng keo giùm em nha, sọt lưng keo mấy chị ơi. 95.000 một quần. Và em có size S với size M hai size. Có S với M hai size giùm em nha. Đây mẫu này S và M hai size giá là 95.000 một quần. Chị lấy quần đen chốt giùm em là quần đen kèm size S và M hai size nha mấy chị ơi. S và M 2 size giá là 95.000 một quần. Dây kéo nằm phía sau lưng lưng keo dùm em nha. Lưng keo luôn nha mấy chị ơi. Giá 95.000 quần dùm em nha. Rồi chị nào lấy quần đen chốt em quần đen kèm size 95.000. Vậy chắc chắn là vừa nha chị Mẹ Khánh Linh ơi. Chắc chắn vừa dùm em nha chị. Lung tung dễ mặc lắm chị ơi. Rồi quần đen 95 chốt em quần đen giá 95 nha mấy chị ơi. Quần đen 95 kèm size. Chờ lấy size về chốt size đó em nha. Quần đen 95 kèm size S với M 2 size nha mấy chị ơi. S và M 2 size nha. Rồi chân váy xốp ly giá 85.000. Cái này là size S dùm em nè. Chờ lấy chân váy xốp ly size S 85 chốt dùm em nha. Chân váy xốp ly size S giá là 85.000. Rồi ở trước là có chữ thêu như thế này dùm em nha mấy chị ơi. Trước là có chữ thêu dùm em nha. Giá là 85.000 một cái chân váy xốp ly này, có quần bên trong luôn. Rồi chị nào lấy chân váy này chốt dùm em nha mấy chị ơi. Chốt em là chân váy xốp ly nha, giá 85.000 chân váy xốp ly. Chân váy xốp ly giá 85 dùm em nha mấy chị ơi. Xốp ly 85.000 đúng một cái duy nhất size S. Đúng một cái duy nhất size S dùm em nha, chị nào lấy thì béo em. Rồi chân váy đen lúc này có quần bên trong giùm em nha. Cái này là size in size S. Màu đen là size S nhưng mà tầm 52kg lại là men vừa luôn giùm em nè. Rồi có quần bên trong luôn nha mấy chị ơi. Rồi xong chân váy này em lên đầm. Size S giùm em tầm 52kg lại men vừa luôn nha mấy chị ơi. Có nút, có quần bên trong và nó có hai túi hai bên giùm em luôn nha. Nút quần bên trong và có hai túi hai bên luôn mấy chị ơi. Giá là 85 một cái chân váy đen này.
Có quần bên trong giá 85.000 chân váy đen này. Ai lấy chân váy đen chốt giùm em là chân váy đen nha mấy chị ơi. Giá 85.000 chân váy đen. Chân váy đen giá 85.000 chân váy đen giùm em nha. Chị lấy đen chốt đen đúng một cái duy nhất màu đen giá 85.000. Size L nữa không chị không? Như hết mẫu rồi chị ơi. Rồi đầm nhúng giùm em nè. Đầm nhúng giùm em nha mấy chị ơi. Cổ nó dạng lệt que như thế này. Cái vải họ tiết này cực kỳ là sang luôn. Cái này mặc vô là dài que gối giùm em nha. Beo đẹp mẫu này luôn nè mấy chị ơi. Đó, mặc một bên nó sẽ lên trên vai như thế này. Một bên nó sẽ xéo que như thế này nha. Xéo que như thế này em. Họ tiết sang chưa? Dior nè. Dày dặn cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Form này tầm 40 đến 55 56 kg men vừa em nha. 40 đến 55 56 kg men vừa. Đầm nhúng 145.000. Body, đầm này em có hai màu, màu hồng với lại màu màu hồng với lại màu nâu, hai màu giùm em. Họ tiết Dior sen cực kỳ luôn, 145.000 một đầm. 145.000 một đầm giùm em nha. Nâu với hồng hai màu. Cưng lắm luôn mấy chị ơi, mặc vô nó căng re rất là đẹp luôn nha. Dây kéo nằm phía sau, 145.000 một đầm giùm em, đầm body. Màu nâu với lại màu hồng hai màu giá 145. Đây mấy chị ơi, vải đẹp cực kỳ luôn nha, rất là mềm, rất là rũ luôn. Một vai nó sẽ lên này, một vai nó xíu như thế này giùm em. Mẫu này thì tin chút thì em đang lên mẫu này chị, đợi xíu nha, cứ lên lần lượt từ từ từng mẫu này chị, rồi có gì thì chọn mẫu nha. Rồi đầm này chị lấy chốt em đầm kìm màu 145.000, màu nâu, màu hồng hai màu giùm em mẫu này nha. Nâu hồng hai màu, giá là 145.000 nâu hồng hai màu. Rồi yếm giùm em nha mấy chị ơi, 135.000 nguyên kẻ xít luôn. Rồi phía sau của nó là nhúng như này giùm em nha, phía sau là nhúng nè. Rồi nút phía trước giùm em. Nút phía trước như này nha mấy chị ơi. Mẫu này giá là 135.000 nguyên xít. 135.000 nguyên xít giùm em nha. Chị lấy xít yếm chốt em xít yếm nè. Yếm 135.000 gồm áo với lại yếm luôn nha mấy chị ơi. Rồi kẻ xít là 135. Kẻ xít là giá 135.000 giùm em mẫu đó nha. Chị đã lấy thì chốt giùm em nè mấy chị ơi. 135.000 kẻ xít yếm. Đầm body này vải đẹp lắm mấy chị ơi, đang thử form. Đúng mỗi màu đúng một cái duy nhất nha, 145.000 nâu với hồng hai màu. Đang thử form nha mấy chị ơi. Mỗi này không đẹp, không lấy tiền, đẹp lắm. Mẫu đam này em nghĩ chị nào mà 57, 58 cái gì thoải mái luôn mấy chị ơi. Trời nó co giãn lắm luôn nè, em đang thử. Co giãn lắm lắm luôn nè mấy chị ơi. Đây nó là dạng như thế này. Em đang mặc éo này cho nên nó phải hở ra, tại em kéo xuống thì nó hơi... À đây được luôn. Là mình mặc bình thường cái này sẽ lên vai nha mấy chị ơi. Em đang vướng cái chỗ này quá, nó hơi khó chỗ này. 145.000 giùm em nha. Nói chung rất là co giãn, beo đẹp, beo xe mẫu này luôn. Em đang mang là màu nâu. Chị này mà 57, 58 kg chắc chắn là vô vừa luôn giùm em nha. Từ 40 kg độ lên là cũng có thể mặc được rồi. 62 kg, dạ rồi, đợi em xíu nha chị. Đây nha mấy chị ơi. Chị lấy đầm này chốt em màu nâu, màu hồng hai màu. Sang lắm luôn mấy chị ơi, mẫu này không lấy là tiếc luôn á. Mình mặc áo ngực bình thường thì nó không sale nha. Mặc áo ngực bình thường là dây lên bình thường rồi, cái này nó chỉ dây lên lại, nó chỉ dây lại cho mình luôn, không sale hết. Đang mặc cái áo trong, áo sát nắp cho nên là nó hơi khó. Rồi đây em nha mấy chị ơi, màu em mang là màu nâu nha, và màu hồng hai màu. Vải này ở ngoài mấy chị nhìn nó sẽ sang hơn, đẹp hơn trong like rất là nhiều luôn. Tay nhúng nhúng nè, beo đẹp beo xịn cho mình luôn. Màu nâu, màu hồng hai màu giá 145.000. Rồi nâu hồng hai màu giá 145 giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt liền giùm em nha, 145.000 nâu hồng hai màu. Rồi nâu với hồng hai màu giùm em nha, 145.000 mẫu này nha mấy chị ơi.
Co giãn cực kỳ là thoải mái luôn dùm em. Cái em đang mặc là màu nâu, và cái này là màu hồng nha, 145.000, nâu hồng hai màu. Rồi chị nào lấy đầm này chốt dùm em. Unity ráng giảm con xíu rồi mặc đồ sẽ đẹp nha em ơi. Rồi cái này nâu hồng hai màu dùm em nha. Chị nào lấy thì chốt dùm em, nâu hồng hai màu, 145.000, nâu hồng hai màu dùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này ở ngoài đẹp lắm, đẹp hơn trong live rất là nhiều. Em mặc không kịp không gì hết nha mấy chị ơi. Mà nó co giãn còn rất là thoải mái luôn. 145.000 mẫu này. Đó chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Chị nào lấy thì chốt mẫu này giùm em, nâu hồng hai màu giá 145.000, nâu hồng hai màu. Đây nha mấy chị ơi, ai lấy thì báo em nè, hồng nâu hai màu. Rồi. Body sọc 125 giùm em nha mấy chị ơi. Body sọc giá 125.000. Chị nào lấy body sọc này béo giùm em nha. Giá là 125.000 mẫu này. Form này tầm từ 40kg đến 56-57kg là men vừa luôn giùm em nha. 40kg đến 56-57kg là men vừa luôn mẫu này giúp em nha mấy chị ơi. Body sọc 125, quả là vải len chất siêu co giãn, từ 40kg đến 55-56kg là men vừa. Rồi chị nào lấy body sọc thì chốt em body sọc nha mấy chị ơi. 125.000 body sọc, đầm sọc vải len giá 135 nha mấy chị ơi. Len nô ở trước giùm em nha, form này từ 40kg đến 60kg là men vừa luôn. 40kg đến 60kg là men vừa luôn mẫu này giùm em nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, form là form suông, rộng rãi thoải mái giùm em nha. Form suông rộng rãi thoải mái, phía trước là cột cái nơ này nè. Phía trước cột nơ nha mấy chị ơi, tay là dạng tay lỡ. Rồi tay dạng tay lỡ giùm em nha, form suông 135.000 một đầm. Chị lấy sọc chốt em sọc 135 sọc. Sọc nơ 135 giùm em nha mấy chị ơi. Nó đầm này nếu như mặc áo ngực bình thường thì nó sẽ lên cái vai, vai của nó sẽ lên trên này luôn nha mấy chị ơi. Lên luôn, không hở không lộ gì hết. Đó. Nâu hồng hai màu giùm em nha. Rồi quần sọc màu đen nha mấy chị ơi, sọc màu đen. Sọc đen giùm em nha mấy chị ơi, lưng là lưng siêu keo luôn, cái này là size S. Có dây cột eo giùm em nha, size S có dây cột eo. Rồi size là size S có dây cột eo giùm em mẫu này nha, lưng keo luôn mấy chị ơi. Tầm 52kg trở lại là mang vừa, giá là 95.000 một cái quần này. 95.000 quần nha mấy chị ơi. Có dây cột eo giùm em nha, dây kéo nằm bên hông, lưng là lưng siêu keo luôn mấy chị ơi. Mẫu này lưng là lưng siêu keo luôn giùm em mẫu này nha, giá là 95.000. Chị lấy quần 95 chốt giùm em là quần giá 95.000 nha mấy chị ơi. Chốt em quần giá 95.000 quần nha. Chờ lấy quần 95 chốt em quần 95.000 quần. Quần 95.000 quần giùm em nha mấy chị ơi. 95.000 cái này đúng một cái size S. Rồi ai lấy quần 95 chốt em là quần giá 95.000 nha mấy chị ơi. Quần 95.000. Rồi chân váy này em có size S với size M hai size. Chân váy rin giá 95.000, S với M hai size giùm em nha. Chất rin co giãn nha mấy chị ơi và có hai túi phía trước. Chất rin co giãn và có hai túi phía trước giùm em mẫu này nha mấy chị ơi. Rin co giãn và có hai túi phía trước giùm em mẫu này nha. Giá là 95.000. Một cái chân váy co giãn có quần bên trong, có hai túi trước, dây kéo nè, dây kéo từ trên xuống dưới luôn. S với M hai size giùm em mẫu này nha mấy chị ơi. S với M hai size giùm em mẫu này nha, giá là 95.000. Chị nào lấy mẫu này chốt giùm em nha. Chân váy rin kèm size S và M hai size, chị nào lấy chân váy rin chốt em chân váy rin kèm size nha. S và M hai size nha mấy chị ơi. S M hai size giá 95.000. SM 2 size giá 95 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi áo này, áo trắng, form này là form giấu quần luôn giùm em nha. Trắng 75, chờ lấy trắng 75 chốt em là trắng 75, từ 40kg đến 60kg là men vừa hết giùm em mẫu này nha mấy chị ơi. 40kg đến 60kg là men vừa hết giùm em mẫu này luôn nha. Giá là 95.000. Giá là 75.000 chứ không nhầm.
75.000 giùm em nha mấy chị ơi. Chị nào lấy trắng 75 chốt em là trắng nha, giá 75.000 trắng. Trắng 75 nha mấy chị ơi. Ai lấy trắng 75 thì chốt giùm em là trắng nha, giá 75.000. 40 đến 60 kg là mang vừa hết giùm em luôn, vải co giãn phom giấu quần luôn mấy chị ơi. Phom giấu quần luôn nha, hàng Quảng Châu. Đơn giản phía trước chữ nè, phía sau trơn hết giùm em luôn nha. Rồi giá là 75.000. Chị lấy trắng 75 chốt giùm em là trắng nha mấy chị ơi. Giá 75.000 trắng. Rồi 75.000 trắng giùm em nha, chốt em trắng 75. Trắng 75 nha mấy chị ơi. Rồi đầm cổ lọ, len nâu cổ lọ 135.000. 135.000 mẫu này em nha, nâu. Từ 40kg đến 60kg là men vừa luôn giùm em mẫu này. Body nâu cổ lọ. Rồi body nâu cổ lọ giùm em nha mấy chị ơi. 40kg đến 60kg là men vừa luôn giùm em nha. Vả len dày dặn co giãn nè mấy chị ơi. Len dày dặn co giãn giùm em nha. Len nâu 135.000, body len nâu cổ lọ. Rồi giá 135 giùm em nha mấy chị ơi. Chị lấy cái này chốt giùm em nè. Chốt em là len nâu giá 135 len nâu nha mấy chị ơi. Len nâu 135.000. Vải dày dặn co giãn nha, 40kg đến 60kg là men vừa hết giùm em luôn. Ai lấy len nâu chốt em len nâu. Lấy em áo trắng nha chị Trần Như Quỳnh, lấy em áo trắng nha chị. Ok Trần Như Quỳnh. Áo trắng còn một cái nữa nha, chị lấy trắng thì chốt trắng giùm em. Đầm em mặc giá là 135.000 nha mấy chị ơi. 40 đến tầm 50 40 đến tầm 57 58 kg là men vừa luôn cái đầm em mặc nha. 40 đến tầm 57 58 kg là men vừa luôn đầm em mặc. Em coi áo trắng chị, trắng đây còn một cái nè Thùy Dương. Đây. Trắng còn một cái nè nha em Thùy Dương ơi. Rồi 75.000, còn cái cuối cùng 40 đến 60 kg là men vừa luôn giùm em áo này nha. Phom giấu quần luôn mấy chị ơi, 75.000. Phom giấu quần luôn bao đẹp. Rồi chị nào lấy trắng 75 chốt em trắng nha, giá 75.000 màu trắng, giá 75.000. Rồi đây trắng 75 giùm em nha, ai lấy trắng 75 chốt em trắng giá 75.000, còn đúng cái cuối cùng. Chị nào lấy trắng chốt trắng nha, 75.000 trắng. Ok Thùy Dương. Rồi áo đế giá 65 giùm em nha. 40 đến tầm 56 57 kg là men vừa luôn. 65.000 chốt em áo đế giá 65. Áo đế 65.000 giùm em nha mấy chị ơi. Áo đế giá 65.000. Rồi đế 65 giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy đế 65 thì chốt giùm em là đế nha. Giá 65.000. Form 40kg đến tầm 56, 57kg dùm em vừa hết dùm em cái này nha, trở vai. Trở vai nha mấy chị ơi. Đế điên 65 nha, chốt em đế điên giá 65. Rồi len form rộng còn đúng cái cuối cùng, giá là 65.000. 40 đến 60kg là men vừa hết luôn dùm em nha. 40 đến 60, 65kg cũng có thể men được luôn. Nó là dạng áo len form rộng nha, giấu quần luôn dùm em nè mấy chị ơi. Rồi chốt em là áo 65 nha mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy áo 65 này chốt giùm em là áo nha, giá 65.000 áo này. Áo 65 nha mấy chị ơi, ai lấy áo 65 chốt giùm em nha, áo giá 65.000. 65.000. Áo 65 chị Nguyễn Nga. Rồi be lỗ sọc form 40 đến 60kg men vừa hết giùm em cái này nha.
Rồi giá 65 ngàn, chốt em sọc giá 65, 40 đến 60 kg, mang vừa hết giùm em luôn nha, rộng rãi thoải mái. Chốt em là sọc giá 65 ngàn sọc. Sọc giá 65 giùm em nha mấy chị ơi. Chị lấy sọc 65, chốt giùm em là sọc nè, giá 65 ngàn cái sọc nha. Sọc giá 65 ngàn giùm em mấy chị ơi. Sọc giá 65 từ 40 kg đến 60 kg là mang vừa giùm em nha. Ai lấy sọc chốt sọc 65 ngàn sọc. Đầm mặt hồi nãy là vải len nha chị ơi. Tầm hồi nãy mặt là vải của nó là vải vải len nha chị. 40 kg đến tầm 56-57 kg gì đó là vừa luôn giùm em nha. Vải len 135 ngàn nha chị ơi. Len giá 135. Đẹp lắm, mẫu này đẹp lắm chị. 135 ngàn giùm em nha. 40 đến tầm. Rồi, chị đợi em xíu. Đầm em màu nãy là vải len nha mấy chị ơi, vải len. Còn đầm này vải đẹp cực kỳ luôn nha. Form này tầm 55-56 kg lại mang vừa. Nó kèm dây cột eo cho mình luôn. Đầm em mặc giá là 135 ngàn. Đầm em mặc giá là 135 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi đầm em mặc có dây cột eo luôn như thế này em nha. Giá là 135 ngàn một đầm. Form tầm 40 kg đến 55-56 kg trở lại em nha. 40 đến 55-56 kg giùm em. Giá 135 ngàn đầm nâu này nha mấy chị ơi. Nâu 135 giùm em nha. Còn đầm hồi nãy là vải, là vải len. Đầm hồi nãy là vải len giùm em nha. 135 ngàn vải len. Rồi áo kero em nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg là mang vừa luôn nha. Form giấu quần 40 đến 60 kg là mang vừa luôn giùm em nha mấy chị ơi. Form giấu quần rộng rãi thoải mái nè. Chị đã lấy kero này, chốt em kero nha. Kero này giá là 85 ngàn. Kero này giá 85 ngàn giùm em nha. Ai lấy kero chốt em kero giá 85 ngàn kero. 85 ngàn kero giùm em nha. Bao nhiêu tiền nha? Sơ mi 62 kg vừa nha chị Lâm Kim Phượng ơi. Sơ mi nãy 62 kg vừa nha chị Lâm Kim Phượng ơi, lấy béo em nha chị. Rồi ok chị Lâm Kim Phượng sơ mi nè. Sơ mi kero 85 ngàn, còn nào em mặc chị nào lấy béo em nha. Rồi đầm này em còn đúng hai cái cuối cùng, giá là 145 ngàn. Vải siêu dày dạng chất cực kỳ đẹp luôn giùm em nha. 40 đến 60 kg men vừa. Vải cái mẫu này vải dày dạng, dày dạng lắm luôn, chất siêu đẹp luôn nè mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu giùm em nha. 40 đến 60 kg men vừa. Chị lấy đen 145, chốt giùm em là đen 145 ngàn. Rồi chốt em đen giá 145 nha mấy chị ơi. Còn đúng hai cái cuối cùng mẫu này.
Rồi còn đúng hai cái cuối cùng mẫu này nha mấy chị ơi. 145.000, 40kg đến 60kg là men vừa luôn dùm em mẫu này. Dạng hoodie nha, hoodie dáng dài quen gối. Form đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Form vải cực kỳ đẹp luôn nha, dày dặn rất là đẹp luôn. Giá là 145.000 hàng Quảng Châu, dạng hoodie dùm em nha. Còn đúng hai cái cuối cùng, 145.000 một đầm. Vải dày dặn lắm lắm luôn mấy chị ơi. Có hai túi hai bên nữa dùm em nè. Có hai túi hai bên nữa nha, cái này mặc vô men dày đẹp lắm. 145.000, 40 đến 60 kg men vừa hết mẫu này giúp em nha, giá 145. Rồi hai túi hai bên luôn, từ 40 kg đến 60 kg là men được hết giùm em mẫu này nha. Rồi chị lấy đen 145 chốt giùm em là đen giá 145.000 đen. Rồi đen 145 giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy đen 145 thì chốt giùm em là đen nha, 145.000 đầm đen dạng hút đi, 145 đen giùm em nè. Ai lấy đen 145 chốt nha mấy chị ơi. Rồi đầm tay bi nha mấy chị ơi. Đầm vải len mà tay của nó là tay bi, 135.000 mẫu này dùm em nha. 40kg đến 60kg là men vừa hết luôn nè mấy chị ơi. Tay của nó là phối von bi, tay phối von bi dùm em nha. Phần thân của nó là vải len, vải len dày dặn thoải mái, dày dặn thoải mái dùm em nha. Siêu co giãn, từ 40kg đến 60kg là men vừa luôn dùm em mẫu này. 40kg đến 60kg là men vừa luôn dùm em mẫu này nha. Chị nào lấy màu kè phơ sữa này chốt dùm em là kè phơ sữa. Kè phơ sữa giá là 135.000 nha mấy chị ơi. Đầm kè phơ sữa giá 135 dùm em nha. Chị lấy kè phơ sữa chốt dùm em 135.000. Đầm đen, cổ đen, trắng còn không chị? Còn nha Ngọc Quyên ơi, mẫu này đúng không? Bộ đầm đen mà cổ riêng trắng hơn là mẫu nào? Mẫu nào Nhật Quyên ơi? Đầm sọc mề tay nó phối màu này đúng không? 40 đến 60 kg mẫu này nha. Chị lấy sọc đen chốt em sọc đen là 135.000 sọc đen. Hay là mẫu này? Có body luôn nha Đức Tường ơi. Hay là mẫu này, mẫu này thì em có màu đen, màu đỏ hai màu luôn, giá 100 mấy mua nữa. 145.000, mẫu này giá 145 giùm em nha, có màu đen, màu đỏ hai màu 145.000. Đen đỏ hai màu giá 145. Em hỏi mẫu này Nhật Quyên ơi. Em thấy chị up hàng lúc đó. Em thấy gửi hình qua em chị nha, trong tin nhắn thôi chị ơi, coi liền luôn, nếu như mà còn thì chị đưa lên cho em coi luôn nha. Gửi hình vô tin nhắn giùm chị. Rồi đầm body có luôn nha chị ơi, đỉnh lên đầm body nè. Rồi đầm body họ tiết giùm em nha mấy chị ơi. Body họ tiết nha, form này 52-53kg lại men vừa, giá là 145.000 một đầm. Phần trên nè mấy chị ơi, phần trên phối lưới nè, lưới màu da giùm em nha, phối lưới màu da ở trên vai và phần dưới của nó là họ tiếp cực kỳ lệ và đẹp luôn. Đầm này với 145.000 một đầm và form 40kg đến 52-53kg men vừa cái đầm body này giùm em nha. 40 đến tầm 52-53kg men vừa, nó có mút ngực cho mình luôn, giá 145.000 cái đầm này, 145 nha mấy chị ơi. Về phía sau của nó có sỉ phía sau giùm em mẫu này nha, 145.000. Chị lấy đầm họ tiếp chốt giùm em, có mút ngực, có mút ngực cho mình luôn, dáng dài que gối, 145.000 đầm họ tiếp nha. Đó, chị lấy đầm họ tiếp này chốt em đầm họ tiếp 145.000 đầm họ tiếp. Rồi body này em có 4 màu. Màu kem nha mấy chị ơi, màu kem, đầm này giá là 135.000. Body tay dài đây chị. 135.000 mẫu này giùm em nha, màu kem nè. Màu kem giùm em nha mấy chị ơi. Form này tầm 53-54kg lại men vừa. 53-54kg lại men vừa em nha. Đầm này em có màu kem, màu xanh, màu kem, màu xanh, màu đen, kem xanh đen với màu đỏ 4 màu nha. 135.000 mẫu này. Màu đen nha mấy chị ơi, màu xanh nè, rồi màu đỏ với màu kem giùm em nha. Đầm này em có tổng cộng là 4 màu, giá là 135.000 một đầm. Tổng cộng 4 màu giá 135 giùm em nha. Đó, body này chị lấy chốt em tầm 53-54kg lại là men vừa mẫu này. Đen nha mấy chị ơi, màu đen nè.
màu xanh, vả đẹp dày dặn cực kỳ luôn nha mấy chị ơi, màu kem. Rồi với màu đỏ thì em nhan 4 màu 135.000, có tổng cộng là 4 màu nha. Giá 135. Chị lấy đầm body này, chốt em đầm body kèm màu đen xanh đỏ kem 4 màu nha mấy chị ơi. Đen xanh đỏ kem 4 màu, chị lấy body chốt em đầm body kèm màu đen xanh đỏ kem 4 màu nha. Rồi đầm sát nắp này giá là 95.000 một đầm giùm em nha mấy chị ơi. Cái này dạng vải len, đầm body vải len giùm em ở dưới tè của nó nè. Rồi đây nha mấy chị ơi, sơ mi giấu quần mà không phải gây rôi, hết hàng chị Lê Thu ơi. Đầm này giá 95 giùm em nha, đầm này 40kg đến 60kg mang vừa luôn giùm em mẫu này. 40 đến 60kg mang vừa luôn giùm em mẫu này, giá 95 nha. Chị lấy đầm 95 chốt em đầm giá 95.000. Đầm 95 nha mấy chị ơi. Chị lấy đầm 95 chốt em là đầm 95.000 nha. Đầm giá 95.000. Em hỏi chị mẫu này đúng không Nhật Quyên ơi? Mẫu này còn nha. 125.000 mẫu này. 40kg đến 55kg. Rồi 125 mẫu này nha Nhật Quyên ơi, em có sim line không? 125 mẫu này nha, tầm 40kg đến 55kg là men vừa phong suông, beo đẹp luôn. Giá 125, cái đầm đen này 125 dùm em nha. Đen 125, còn mẫu hồi nãy là 135.000 mẫu này. Rồi mẫu này giá là 135 dùm em nha. Phong tầm 40 đến đầm len thì nó co giãn từ 40kg đến 56-57kg dùm em vừa hết dùm em nha. 56-57-58kg vừa hết luôn cái đầm len đen này. Còn mẫu này là phong từ 40 đến 55-56kg dùm em nha, giá 125. 125, còn đầm này giá 135 nha mấy chị ơi. Rồi chị đã lấy chốt em đầm nha. Đen 135 với lại đen 125. Đen 135 và đen 125 giùm em nha mấy chị ơi. Đen 135 và đen 125. Rồi chị đã lấy thì béo em nha mấy chị ơi. Một B5 và đen 125. Rồi để em quay mẫu khác nha mấy chị ơi, quay mẫu khác nè. Rồi ai lấy thì bé em nha mấy chị ơi, 135, 125. Quần này em về lại đủ size SML, XL. Màu đen, màu xám, hai màu, 115.000 quần kaki chất co giãn giùm em nha. Ở sau có hai túi phía sau. Rồi ở sau có hai túi phía sau em nha, lưng và lưng thun. Quần này em về lại đủ size SML, XL 4 size. SML, XL 4 size nha, có màu đen, màu xám hai màu, ở sau có túi nè mấy chị ơi. Đen nè, xám hai màu, quần này lên form đẹp lắm. Đen xám hai màu, SML, XL đủ size cho mình luôn nha. Chị lấy quần chốt em quần kèm màu kèm size. Rồi đây nha mấy chị ơi, ai lấy quần chốt em là quần kìm màu kìm size nha. Chị đã lấy quần chốt quần kìm màu kìm size 115.000 cái quần này. Màu xám màu đen hai màu, xám đen hai màu dùm em nha. Giá là 115.000 một quần. Chốt kaki co giãn lắm luôn nha mấy chị ơi. Kaki co giãn dùm em nha, kaki cực kỳ co giãn luôn. Rồi có hai túi sau này. Nhật Quyên thì mới đưa đầm lên á, em có coi được chưa? Sáu chín ký là quần này không có size nha chị ơi, 60 XL 60kg mặc thoải mái. Sáu mươi chín ký thì không có size nha chị Thoa Phan ơi. Rồi cái này XL là 60kg men vừa luôn nha chị Cà Phê Sinh Tố. Rồi chị nào lấy thì chốt em nhan, chất cực kỳ co giãn luôn, kaki co giãn XML XL men nhan đen xám hai màu. Rồi chị nào lấy quần chốt thì em là quần kìm màu kìm size nha.
quần kiềm màu kiềm size 54, cứ gì lấy size L cho thoải mái nha chị Liên ơi. XL màu đen chị kẹp phơ sinh tố, em thấy rồi chị, ok nhập quyên. Chị là lấy quần nữa chốt giùm em nha. Đen ít lên lời kẹp phơ sinh tố. Lò đen xém á chị Phương Trang. Rồi chị nào lấy quần này nữa chốt em nha mấy chị ơi, quần 115.000. Chị Phương Trang nè, chị Liêu Nguyễn đen đen size L. Đúng rồi nha chị, mặc L là được nha chị. Còn chị muốn thoải mái thì chị đổi với XL cũng được, em đổi cho chị nha. Chị nào lấy quần nữa không mấy chị ơi, em xin lại đầm thổ cẩm nha chị. Đầm đây, họ tiếp nè. Đầm này giá 145 nha. Sơ mi em mặc vậy không có hoa văn, nhìn lê thu ơi, cái này nó trơn thôi nha chị. L 54kg vừa nha chị Liên Nguyễn ơi. Quần này nó co giãn lắm nha chị. Rồi đây giùm em nha mấy chị ơi. Ok chị Phương Trang. Rồi cái này nó có mút ngực luôn nha Thùy Trinh ơi. Giá là 145.000 đầm body này 52-53 ký lại men. Vừa đầm này lên sen cực kỳ nha mấy chị ơi. Đi tiệc là beo sen beo lẻ cho mình luôn á. Có mút ngực nè, trên vai nó như thế này. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nha. Đầm họ tiếp 145.000. Không đụng hàng luôn á, beo đẹp. Ngang eo là phối riêng như thế này em nha. Sen cực kỳ 145.000, beo giá hàng Quảng Châu. Giá 145, ai lấy chốt giùm em nha. 145.000 đầm họ tiết 145. Đầm họ tiết giá 145 giùm em nha. Chiều lấy thì béo, họ tiết 145. Ok Thùy Trinh. Thùy Trinh size S, chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Một trăm bốn mươi lăm ngàn, chị lấy thì béo em nha mấy chị ơi. Còn cái nha chị, lấy bé em nha mấy chị ơi. Đầm nó lên sang lắm luôn nha Thùy Trinh ơi. Tại đang mặc ở bên trong áo sát nách á, thử đầm 2 giây thì nó hơi bị khó thử. Nhưng mà em yên tâm là đầm đó lên cực kỳ là sang và rất là sang luôn và rất là đẹp nha, yên tâm đi. Đầm đó chỉ có lấy một cái để đi tiệc.
ơi, đầm này giùm em nha mấy chị ơi. Chị nào lấy cái này chốt giùm em nha. Đầm bi 100, đầm bi này 135.000, chốt bi 135 giùm em nha mấy chị ơi. Chị Phượng Ruby đầm thổ cẩm nè, cái này nó có một cái size à, một size à, yên tâm. Đầm này có một size S à mấy chị, yên tâm. Họ tiếp áo em, họ tiếp áo em. Là áo họ tiếp đó hả chị? Chị Phượng Ruby. Rồi bi này 135 giùm em nha mấy chị ơi. Bi này 135 thì lấy chốt em bi nha, 135.000. Bãi mịn co giãn cực kỳ là tốt luôn. Đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Chốt em bi với 135 nha. Từ 40kg đến form 40 đến 57 58kg là vừa hết cái đầm này giùm em nha. Giá là 135.000, phần trên vải thun dày dặn đẹp mịn cực kỳ luôn. Phần dưới là phối bi giùm em nha. Rồi cái này giá là 135.000. Chị lấy đầm bi vàng 135, chốt em bi vàng 135.000 bi vàng nha mấy chị ơi. Rồi bi vàng 135 bi vàng giùm em nha. Chị lấy bi vàng 135 này chốt giùm em nè. Bi vàng giá 135, đẹp lắm mấy chị ơi. Cái đầm trắng này em còn đúng hai cái cuối cùng rồi mấy chị ơi. Giá là 135.000. Về form 55kg lại mang vừa em nha. Form 55, 56kg lại men vừa giá 135. 55kg lại men vừa 135.000. Phần eo là vải dày dặn cực kỳ luôn, co giãn rất là tốt nha mấy chị ơi. Phần tay là phối KT giùm em nè. Cổ nè, chữ đây nha. Rồi phía sau là dây kéo giùm em 135.000. Chị lấy đầm đen 135, chốt giùm em là đen. Giá 135.000 đen nha mấy chị ơi. Đen 135 đen giùm em nha. Chị lấy đen 135 béo em nè. Đúng một cái, còn đúng hai cái cuối cùng nha mấy chị ơi. Đen giá 135.000 màu đen. Đen 135 giùm em nha. Rồi em quay mẫu. Quần kaki trắng. Quần này em có đủ size SML. Quần này có đủ size SML nha mấy chị ơi. Bao nhiêu ký vừa đầm đen? Đầm đen hồi nãy là 55kg lại chị ơi. Quần này chất siêu co giãn SML B size em nha. Quần trắng này giá là 125.000 một quần. Quần trắng này giá 125 một quần em nha mấy chị ơi. Chất kaki dày dặn và co giãn giùm em nha. Kaki dày dặn co giãn, quần là quần lưng cao giá 125.000 quần giùm em mẫu này. Rồi màu trắng nha, SML B size. Rồi SML B size giùm em nha mấy chị ơi, co giãn cực kỳ là tốt luôn. Co giãn lắm lắm luôn giùm em mẫu quần này nha. Giá là 125.000, dây kéo của nó nằm bên hông. Dây kéo nằm bên hông giùm em nha, kaki trắng co giãn, dây kéo nằm bên hông. Rồi SML B size giùm em đang cầm cái size S. Đang cầm cái size S nha mấy chị ơi, vải co giãn lắm. 50kg chị lấy size M. Size S thì cũng vừa. S cũng vừa nhưng mà chị lấy size M cho thoải mái cũng được nha chị. Đẹp lắm, giá 125 giùm em, siêu co giãn siêu đẹp, hàng Quảng Châu. Hồng vân S nè. 125. Rosie size M. SML B size giùm em nha. Rosie M 125. Chị nào lấy nó chốt giùm em nha. Chị Lê Biện Thu Phương cho em địa chỉ số điện thoại nha chị ơi. Lê Biện Thu Phương size M nè, cho em địa chỉ số điện thoại nha chị. Rồi em còn đúng 1 ri SML B size, chị nào lấy chốt em nha. Còn đúng 1 ri 125.000, còn đúng SML B size. Vải này nhận hàng ưng ý liền luôn nha mấy chị ơi. Lưng là lưng keo, dây kéo nằm bên hông, chất dày dặn và co giãn giùm em nha. Giá 125.000. Rồi em còn SML. Còn đủ size SML nha, chị nào lấy chốt em nha mấy chị ơi. Rồi quần này em còn đủ size SML nha.
chốt dùm em nha mấy chị ơi. Con đủ size SML chị đã lấy cho béo em nha. Rồi em que mẫu nha mấy chị ơi. Rồi chân váy Keki co giãn giá 85.000. Chân váy này em có size S và size M hai size. Chân váy Keki co giãn giùm em nha, có hai túi phía trước là có quần bên trong. Mẫu này em có S với M hai size. Chị L luôn nha chị Phương Trang ơi. Cái này thấy co giãn nhiều hơn cái kia 5-3kg mít 6B hả? 5-3kg mít 6B. Thôi M thôi chị Phương Trang, M thôi nha. M mặc nó ôm, nó vừa khít người mình cho đẹp. Lấy size M chị nha. Cái quần này co giãn hơn quần kia đúng rồi. Em lấy M chị nha. Huỳnh Kiều Mai có làm đi tiệc đẹp không em rồi chị? Làm đi tiệc thì có, nhưng mà chị bao nhiêu ký? Chị Phương Trang 125. Em lấy size M chị nha. Rồi 125 size M cho chị Phương Trang. Rồi chân váy này em có size S với size M hai size. S với M hai size giùm em nha. Rồi nó có hai túi phía trước và nó có quần bên trong luôn giùm em mẫu này. Giá là 85 một chân váy S và M hai size nha mấy chị ơi. Rồi S với M hai size giùm em. Nó có hai túi hai bên như thế này. Ok chị Phương Trang nha, chị L là cái này. Năm tám ký hơn chị, tầm đi tuyệt 5-8kg là em chủ yếu là đơn giản thôi. Vậy đợi em xíu nha. L nè chị ơi, thôi chị mặc chừng M thôi vậy Phương Trang ơi, L to lắm. Chân váy size M chị hạt bụi nhỏ, cái này size L to lắm á chị Phương Trang, lấy size M thôi nha. L em mổ đem thấy to lắm, mặc không đẹp đâu. Bùa nhỏ chân váy size M. Dạ rồi ok chị Phương Trang nha chị ơi. Chân váy M hẹp bùa nhỏ. Chân váy là chị nào lấy thì béo giùm em nha. Có S với M hai size luôn. S với M hai size vải đẹp lắm chị ơi. Rồi chân váy màu xanh này em có size M chốt Keki co giãn và có quần bên trong. Chân váy xanh này cũng 85.000, chốt Keki co giãn có quần bên trong, hai túi hai bên luôn giùm em nha. Hai túi hai bên. Tầm 52-53kg lại men vừa mẫu này, có quần bên trong, dây kéo sau lưng, hai túi hai bên giùm em mẫu này nha. Giá là 85.000. Đầm họ tuyết hồi nãy còn nha Hồng Vân ơi, còn luôn nha em. Còn. Mẫu đó có một form, đúng là một mẫu đó chỉ có size S thôi nha. Tầm 52kg lại, 40-52kg. Nói chung là form nó nhỏ, chị nào nhỏ nhỏ người thì mặc được cái đầm đó. Rồi đây nha mấy chị ơi, đầm đó chỉ còn một cái cuối cùng nữa, lấy thì béo chị nha Hồng Vân ơi. Rồi chân váy này 85.000 size M dùm em nha. Có quần bên trong luôn, chất Keki co giãn. Rồi chị nào lấy thì chốt dùm em nha mấy chị ơi. Chị lấy chân váy màu xanh nhạt, chốt em là chân váy xanh nhạt. Giá 85.000. Rồi ok Hồng Vân nha em ơi. Hồng Vân. Hồng Vân 145. Rồi em lên cái set này nha mấy chị ơi. Set này gồm một áo, một chân, một áo với một cái quần mà sao nè. Một áo lại một cái quần không chân váy có quần bên trong. Cái này gồm một áo một chân váy có quần bên trong, vải đẹp lắm mấy chị ơi. Mẫu này vải đẹp lắm luôn nè, chân váy giùm em nha. Chân váy với lại áo 135.000 nguyên kẻ set này. 135.000 nguyên kẻ set này giùm em. Gồm áo mấy chị ơi, đẹp lắm luôn cái set này nè. Đẹp lắm mấy chị ơi.
53-54 kg, 05-253 kg lại dùm em nha. 52-53 kg lại mang vừa. Có quần bên trong luôn nha mấy chị ơi. Có quần bên trong luôn dùm em mẫu này nè. 52-53 kg lại mang vừa, giá là 135.000 nguyên set. Rất là xinh luôn áo nè mấy chị ơi, hàng xịn cực kỳ luôn nha. Cổ là dạng cổ vuông, phía trước của nó có cài nút dùm em, 135.000 nguyên set, tầm 52-53 kg lại mang vừa. Rồi ai lấy set 135 chốt em set 135.000 nha. Set 135. Ở trước toàn bộ là cài nút hết phần trước mấy chị ơi, dễ thương lắm mẫu này. 135.000 nguyên kẻ set gồm áo và chân váy luôn. Chân váy thì có quần bên trong luôn dùm em nha. Đó, áo là dạng áo cổ vuông, mấy chị nhìn vải của nó là rất là mềm, rất là đẹp luôn nha, không bị thô cứng gì hết. Đẹp lắm set này. Rồi 135.000 giúp em mấy chị ơi. Nút nha, nút nè. Đó, phía trước của nó như thế này. Đẹp lắm, và cái trong váy mặc ở trong có quần bên trong luôn, siêu dễ thương. Chị lấy set 135 chốt liền giúp em set 135.000. Mẫu này em có đúng 2 set. 135 set 135 giùm em mấy chị ơi. À, lấy set 135 chốt giùm em nha. 52-53 kg trở lại là mang vừa. 52-53 kg lại mang vừa, 135.000. 135.000. Rồi đầm này, đầm cổ vét cực kỳ là sang luôn nè mấy chị ơi. 53-54 kg trở lại mang vừa. Xem xít lại ok chị hẹp bùi nhỏ nè. Đây mấy chị ơi, cái đầm này cưng xỉu luôn á. Đây tiếp tay hồi nãy nha chị hẹp bùi nhỏ ơi. Cái này dễ thương lắm chị, mình tách rồi ra mặt cũng được, hoặc là mặc chung một xít cũng được nha chị ơi. Dễ thương. Rồi đây, gồm chân váy nha chị hẹp bùi nhỏ ơi. Chân váy như thế này dùm em nha, có lót quần bên trong cho mình luôn. Chân váy này chị phải đi với lại áo cổ vuông có nút dùm em nha. Đây nè, xí là đẹp lắm luôn á chị ơi, áo này siêu xịn luôn á. Nhận hàng là biết liền luôn á, chân váy xịn cực kỳ luôn giúp em nha. Cổ là cổ vuông, nút phía trước. Chân váy dày dặn có quần bên trong, kẻ xếp áo về chân váy rất là đẹp luôn á. Rồi chốt dùm em set 135.000, cái này em có đúng 2 set. 135 giúp em nha, dây kéo nằm đằng sau, đẹp lắm luôn á chị ơi. Set đẹp lắm. Rồi đầm đen này dùm em có kèm dây đai cho mình. Đầm đen dùm em nha mấy chị ơi, cổ là dạng cổ vét, vải đẹp lắm lắm luôn mẫu này. Vậy rồi ok chị hẹp bùi nhỏ set nè. Set em còn một set nữa nha, ai lấy set thì chốt dùm em là set 135.000. 135 set này mấy chị ơi. Còn set nữa nha. Đầm vét này giá 155.000, em có 2 màu. Set chị nào lấy nó béo em nha. Đầm này em có 2 màu giá 155.000, màu trắng và màu đen 2 màu. Bao dày dạng bao đẹp tầm 55 kg lại men vừa nha. 55 kg lại men vừa, cái đầm vét này sang cực kỳ luôn mấy chị ơi. Có dây đai cho mình luôn nha. Trắng đen 2 màu. Trắng đen 2 màu, mẫu đầm vét này trắng đen 2 màu dùm em. Đẹp lắm luôn. Kèm dây đai luôn. 55 kg lại men vừa mẫu vét này dùm em nha. Màu đang cầm là màu đen. Nó kèm dây đai cho mình nha mấy chị ơi. Dây đai luôn ạ. Rồi màu đen 155.000, màu đen với màu trắng 2 màu với 155 mẫu này. Trời ơi đẹp quá à. 55 kg lại men vừa nha. Vải siêu dày dặn luôn mấy chị yên tâm, chất vải giùm em nha. Trắng đen 2 màu giá 155. Trắng đen 2 màu giá 155.000 mẫu này giùm em. Bao đẹp, nhận hàng là liền luôn mấy chị ơi. Dày dặn cực kỳ luôn nha. Nó kìm đai cột eo cho mình luôn. Vải đã dày dặn, nó gần như vải tuyết mưa luôn á chị hàng bộ nhỏ ơi. Nó gần như chất vải tuyết mưa luôn á chị. Mà cái này thì nó mềm hơn, nói chung nó mềm hơn cái vải tuyết mưa. Đứng phom lắm luôn nha chị ơi. Đặc biệt có hai túi hai bên nữa nè. Có túi luôn dùm em mẫu này nha. 155.000, trắng đen 2 màu, 55 kg lại men vừa, em có dây đai cho mình luôn. Rồi màu này màu trắng dùm em nha. Màu này màu đen, có dây đai cho mình luôn. 155.000, vải gần như vải tuyết mưa. Nói chung là cái vải này dày dặn rất là đúng form luôn mấy chị. Kèm đai rồi cho mình luôn nha. 155.000. Đẹp lắm mấy chị ơi.
nhận hàng cái đầm này yên tâm, vải đẹp lắm luôn. Rồi 155 dùm em nha, trắng đen hai màu, sang cực kỳ, sang lắm lắm luôn mấy chị ơi. Trắng đen hai màu chốt dùm em là đầm kèm màu, giá 155.000, vít trắng vít đen hai màu bao sang luôn nha mấy chị ơi. Trắng đen hai màu 155. Rồi ai lấy mẫu này chốt liền giúp em nha. Trắng đen hai màu 155 có đúng mỗi màu một cái. Đúng mỗi màu một cái giá 155 nha mấy chị ơi. Rồi áo sơ mi này giùm em nha, sơ mi này 85.000 dạng cổ trụ nha mấy chị ơi. Dạng cổ trụ giùm em nha. Form này tầm 55kg trở lại là men vừa. 55-56kg lại men vừa giá 85.000. Chị lấy sơ mi chốt em sơ mi 85 nha mấy chị ơi. Sơ mi giá 85.000 sơ mi giùm em mẫu này nha. Đẹp lắm. Đẹp lắm lắm lắm. Ai lấy chốt liền giùm em sơ mi 85.000 đúng một cái duy nhất. Mấy cái vải này đẹp lắm mấy chị ơi, vải đẹp lắm luôn á. Chị Huỳnh Kiều Mai thì còn xem không? Nãy em quên đưa cái mẫu này chị coi. Mẫu đi tuyệt này là form 60kg đổ lại vừa luôn, tại vì chất vải của nó siêu co giãn. Giá là 145.000. Có đúng một cái mẫu này form to nè. Vải nó co giãn lắm luôn. 145.000 dùm em dạng đầm body nha. Body dáng dài que gối 145.000. Đẹp mấy chị ơi. Đây nha, đính ngọc toàn bộ phần trước luôn dùm em nè. Đính ngọc toàn bộ phần trước nè, bao chỉnh bao đẹp luôn. Mẫu này giá 145 dùm em nha. Ai lấy đầm body 145 thì chốt dùm em. 60kg đổ lại men vừa luôn á. Chị biết sao, cái vải này nó co giãn tốt lắm luôn á. Cho nên chị này mà to to người mặc vô cũng thoải mái à, không bị khó chịu gì hết. Thoải mái lắm luôn nha, 145 form to. Chị lấy đầm đính ngọc chốt em là đầm đính ngọc 145.000 đầm đính ngọc. Đây nha, đầm đính ngọc 145. Ai lấy chốt em nha mấy chị ơi. Rồi áo cổ vuông 85.000, form 40-60kg là men vừa mẫu này giùm em luôn. 40-60kg men vừa mẫu này luôn giúp em. Giá là 85.000 áo này, chị lấy áo chốt áo 85 nha. 40-60kg là men vừa luôn mấy chị ơi. Rồi 40-60kg là men vừa luôn giùm em mẫu này nha. Giá là 85.000, chị lấy áo 85 chốt liền giúp em là áo giá 85.000 nha mấy chị ơi. 85.000 áo này nha. Ai lấy áo 85 chốt em áo 85. Đầm 125 form 40-60kg men vừa, bầu bì bông chiên thoải mái luôn dùm em mẫu này. Chốt em đầm đen 125. Sang mấy chị ơi, đen này sang nè. 125.000 đầm đen 125. Sang lắm lắm, 125 đen. Đây dùm em nha, cổ tròn tay luôn nè, đẹp lắm luôn. Dây kéo không có dây kéo, cái này trồng vô nha. Rồi 40-60kg lại men vùm em luôn, sang lắm mấy chị ơi. Mẫu này dùm em nha, chị lấy đầm 125 chốt em đầm giá 125.000. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, mẫu đầm này. Đầm này bao sang luôn nha mấy chị ơi, gì nào to to người là mặc cái này yên tâm thoải mái là vừa luôn á. Đẹp lắm luôn. Đen 125 chị Lâm Kim Phượng. Áo kem sữa cho tiếp hoa. Chị nào lấy đầm 125 có thì béo em nha, đầm lấy em còn. Sơ mi vàng giá 85.000, chị lấy cho sơ mi vàng này chốt giùm em nha. Form này tầm 56-57kg lại men vừa cái sơ mi vàng này. 56-57kg lại men vừa sơ mi vàng này giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt giùm em là sơ mi vàng giá 85.000 sơ mi vàng. Sơ mi vàng em nha, vải thì mấy chị cứ yên tâm chất vải bao đẹp luôn cho mình luôn. Vàng giá 85.000 sơ mi vàng giùm em, hàng này hàng chuẩn đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Vàng 85 dùm em nha, chịu lấy sơ mi vàng 85 chốt dùm em sơ mi vàng 85.000. Rồi OK Tuyết Thoa là thiết quê địa chỉ trường học OK Tuyết Thoa.
Rồi mẫu này giùm em nha mấy chị ơi. 155.000 mẫu hồng, màu hồng này. Mẫu hồng này giá 155. Cổ vét giùm em nè, form này tầm để em coi form. Vét hồng 155 giùm em nha. Form này tầm 52-53 kg lại mang vừa em nha. Hồng 155 form tầm 52-53 kg lại mang vừa. Có dây cột eo cho mình luôn mẫu này. Xinh lắm luôn nè mấy chị ơi, nó là đầm liền nha, 155.000 chốt em nằm hồng 155. Rồi nó có dây đai cho mình nha mấy chị ơi. Mặt xong mình địch cái eo lại nè, màu hồng. 52-53 kg lại mang vừa em nha. Hàng Quảng Châu, chốt em đầm hồng 155.000 đầm hồng. Kèm dây cột eo nha mấy chị ơi. Giá 155 đầm hồng giùm em nha. Đẹp xuất sắc mẫu này. 155.000 màu hồng nha mấy chị ơi. Chị nào lấy chốt em hồng 155 nha. Cái này lẻ, hầu như nó chỉ có một cái. Chị nào thích thì chốt nhanh giúp em nha. Rồi hồng 155 hồng. Chị nào lấy hồng 155 chốt liền giùm em mẫu này nha. Cái này em mới vừa lấy ra nên vải của nó hơi nhăn. Nhiều khi mấy chị nhìn cái form của nó không có được sang. Thực sự mình mua về nhà mình treo lên hoặc là mình ủi thẳng ra đẹp lắm lắm luôn, đi tiệc cũng được luôn mấy chị ơi, đơn giản nha, đi tiệc được luôn á. Rồi A lấy chốt liền giùm em đầm hồng giá là 155.000 đầm hồng. Rồi hồng giá 155 giùm em nha mấy chị ơi, hồng 155. Chị nào lấy hồng này chốt liền em đầm hồng 155.000 đầm hồng. Hồng 155. Rồi áo màu kè phơ sữa giùm em mẫu này, 52-53 kg trở lại mang vừa. 52-53 kg lại mang vừa mẫu này giùm em nha. Còn cái nó đẹp 57 kg không em? Để em coi nha, giờ hoa tròn ơi. Rồi mẫu này giùm em nha mấy chị ơi, 85.000. Rồi 85.000 mẫu này giùm em, vải xịn đẹp lắm luôn. 52-53 kg lại mang vừa áo kiểu nha. Vải rất là mềm, rất là mịn luôn. Màu kè phơ sữa giùm em mẫu này nè. Màu kè phơ sữa form 52-53 kg lại mang vừa mẫu này nha mấy chị ơi. Chốt em áo kè phơ sữa 85.000. Rồi chốt áo kè phơ sữa giá 85.000 kè phơ sữa giùm em mẫu này nha mấy chị ơi. Bao đẹp luôn, đẹp lắm lắm. Ở dưới nó bèo bèo nè, tay dài giùm em luôn nha. Cực kỳ đẹp mẫu này, giá 85.000. Chốt liền giùm em áo kè phơ sữa giá 85, form tầm 52-53 kg lại mang vừa. Đây nha mấy chị ơi, chốt kè phơ sữa 85 giùm em nha. Kè phơ sữa 85.000 kè phơ sữa. Rồi em quên mẫu khác. Xếp sở theo 175.000, cái này em còn đúng một xếp cuối cùng. Vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi, mặc lên cưng lắm luôn nha. Vải đẹp lắm, gồm cái quần nè. Gồm quần. Quần giùm em nha mấy chị ơi, quần là vải dày dặn thoải mái. Form này tầm 55 kg rồi lại mang vừa xếp này giá 175.000, áo có nón giùm em nha. Áo có nón, form ngắn ngắn, quần là quần lưng cao. Rồi giá là 175.000 nguyên xếp này giùm em nha mấy chị ơi. Nguyên xếp này 175.000 giùm em nha. Chị lấy xếp 175 chốt liền giùm em 175.000 xếp này. Form 55 kg lại mang vừa nha, xếp này dạng xếp thở theo. Dạng xếp thở theo nha mấy chị ơi. Cho em xem lại mấy áo sơ mi đi chị. Ok chị Thu Phương. Rồi xếp 175 giùm em nha. Chị lấy xếp thở theo 175 chốt giùm em nè mấy chị ơi. Chị Thu Phương nãy cho em địa chỉ số điện thoại chưa người ta? Hình như chưa cho đúng không chị? Lên giùm em địa chỉ với số điện thoại chị Thu Phương ơi. Hình như nãy em xin thông tin mà chị chưa cho. Rồi áo cổ trụ 85.000, 55 kg lại mang vừa giùm em nha. Áo này form 55 kg lại mang vừa. Dạ rồi ok chị Thu Phương. Chốt em áo cổ trụ 85.000. 85.000 áo cổ trụ nha chị ơi. Cổ trụ 85.000. Sơ mi vàng 85.000 giùm em nha. Form này tầm 56-57 kg lại mang vừa. Chốt em sơ mi vàng giá 85.000, 56-57 kg lại mang vừa sơ mi vàng. Đây nha. Mi vàng 85. Rồi sơ mi cổ trụ 85. Cái này vải đẹp nên mấy chị mua hàng thì yên tâm giùm em nè, không sợ vải xấu đâu. Có xếp kiểu không? Xếp kiểu không chị? Rồi để em lên mẫu cho.
Rồi, đây nhang cổ trụ 85, cái vàng này cũng 85.000. Chị lấy thì béo đi nha mấy chị ơi. Thử ép rồi vô sữa được không? Kè vô sữa rồi, chị đợi em xíu nha. Rồi đầm này 145.000 nguyên kẻ xét giùm em nha. Của nó là gồm một cái đầm sơ mi bên trong. Form này tầm 50-55kg lại men vừa. Gồm cái đầm sơ mi bên trong giùm em nha. Hàng này hàng Quảng Châu, chất đẹp cực kỳ luôn. Một bên là caro, một bên là trắng trơn. Một bên là caro, một bên là trắng trơn. Mẫu này giùm em nha, 55kg trở lại men vừa mẫu này. Mẫu này đẹp lắm mấy chị ơi. Đó, chị này muốn mặc đầm sơ mi không cũng được nha. Và nó có kèm theo cho mình một cái yếm lưới bên ngoài, kèm cho mình một cái yếm lưới bên ngoài. Đây mấy chị ơi, kẻ set như thế này giá là 145.000 nguyên kẻ set. Chị nào lấy set này chốt em set 145 nha. Set 145.000 nguyên set như thế này, gồm áo, gồm nằm sơ mi bên trong, một cái yếm lưới bên ngoài như thế này nha mấy chị ơi. 145.000 nguyên kẻ set. Chị Lê Biện Thu Phương lấy áo vàng ok chị nè. Rồi kẻ set 145 giùm em nha. Chị lấy xếp 145 chốt giùm em, xếp 145.000. Xếp 145. Trời ơi, cái này chị hẹp bụi nhỏ mặc là y luôn á. Y phong cách của chị luôn á, em nói thiệt luôn, đẹp lắm chị ơi. Lê Biện Thu Phương. Từ nha, em thử cái áo màu màu kẹp vào sữa kia trước, xong rồi em sẽ thử cái đầm cho chị hẹp bụi nhỏ nha. À, chị kia đang chờ em thử áo kia. Hẹp bụi nhỏ đợi em xíu nha, nhưng mà em nghĩ cái đó là hợp với chị đó. Đó rất là hợp với chị luôn. Dơ áo màu xanh xem chưa thấy. Cô, áo sơ mi này đúng không chị Senet? Sơ mi này đúng không chị ơi? Sơ mi này 85.000 giùm em, cổ là cổ trụ nha chị. Sơ mi 85.000 cổ là cổ trụ. Sơ mi đây em có một cái thôi mấy chị ơi. À lấy thì chốt giùm em nha. Sơ mi đó có một cái thôi à. Không phải mới bỏ xuống đất é. Nãy chị nào kêu em thử áo này nè. Hình như đầm xanh đậm é hả chị, rồi đợi em xíu. À cái xít đầm luôn á chị. Xếp đầm nó 145.000 nguyên kẻ xếp. Đợi em tí nha. Áo này giá 85.000, 52-53kg lại men vừa. Nãy chị nào hỏi em mẫu này nè. Đây coi giùm em nha. Cổ là dạng cổ trụ, mấy chị cài hết luôn cũng được. Hoặc mấy chị không cài ở trên cũng được luôn nha. Tầm 52-53kg lại men vừa mẫu này. Đây. Rồi áo này chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Rồi áo mặc chị nào lấy thì chốt nha mấy chị ơi. Cổ trụ nói chung vải này mấy chị cứ yên tâm, em mặc cho người nè, rất là thoải mái. Chất mịn đẹp cực kỳ luôn, cực kỳ thoải mái nha mấy chị ơi. Áo này 85.000. Lấy thì chốt em áo đang mặc 85.000 nha. Phối với lại mấy chị mặc chứ lại quần. Mặc lại quần hoặc là mặc lại chân váy xếp ly cũng được. Đẹp lắm luôn nha. À lấy chốt em áo đang mặc 85.000. Set đầm này giá 145.000 nguyên kẻ set. Đây mẫu này. Nó vải xịn đẹp lắm luôn á chị ơi, 145.000 nguyên kẻ xếp nè. Áo mặc một màu duy nhất nhan Thùy Trinh ơi, một màu duy nhất, vải nhận hàng là thích liền luôn. Tại vải đẹp lắm lắm mấy chị ơi, hàng Quảng Châu. Rồi cái này chốt giùm em nha, xếp đầm 145.000. Đẹp lắm luôn, nguyên kẻ xếp. Rồi một cái sơ mi, chị là không thích mặc yếm lưới thì mặc sơ mi này không cũng đẹp. Rồi mình đi đâu đó mình muốn phối vô, mình phối vô cũng đẹp luôn nha. 145.000 nguyên kẻ xếp này. Rồi a lấy thì béo em nha mấy chị ơi. Kẻ xếp luôn 145.000. Áo đang mặc thì form tầm 52-53kg trở lại Huyền Vân ơi. 52-53kg lại men vừa nha. Đó chị muốn cài hết cũng được, hoặc là cài xe cũng được, tùy mình nha, đẹp lắm luôn. Thì trên áo đang mặc nè. Cái này em có hai cái, chị nào lấy nó thì béo giùm em nha. 62kg dạy hổng vừa, Lâm Kim Phượng ơi. Mẫu này không vừa nha chị.
em có hai cái nha, chị nào lấy nó thì béo giùm em nè. Hu hu thè bụi nhỏ ơi, đợi em xíu em thử cho. Xong này rồi em thử đó chị. Còn cá nó nha, chị lấy thì béo em nha mấy chị ơi. Em thử cái này nè. Em mà còn một cá nó nha mấy chị ơi, có 85.000 cá thôi nha mà vải đẹp lắm á. Chị lấy nó thì béo giùm em nha. Sơ mi này vải mịn lắm mấy chị ơi, em đang thử nè. Một bên là màu trắng, một bên là caro, 145.000 gồm cái đầm sơ mi và một cái yếm lưới bên ngoài. Mấy chị mặc cái đầm sơ mi không cũng được. Đẹp lắm nè mấy chị ơi. Nút nó hơi lâu. Cái này tầm 55 kg trở lại là men được luôn đó chị ơi. Nè nó gồm một cái đầm sơ mi như thế này nha chị, bụi nhỏ ơi nhìn giùm em nha. Gồm một cái đầm sơ mi dạng phối màu như này giùm em nha. Đó, một bên là caro đen, một bên là caro trắng. Đó là mình mặc đầm sơ mi không. Mặc đầm sơ mi không giùm em nha. Rồi phối lại cái yếm này vô nè. Này vô nó sẽ như thế này. Thì là muốn mặc đầm không thì mặc đầm không, thích mặc yếm vô thì mặc yếm vô giùm em nha. Để em xỏ cái yếm vô cho mấy chị coi. 145.000 nguyên cả set. Về form tầm 55 kg lại men vừa. Chị nào muốn mặc không thì mặc không nha, thích mặc yếm thì mặc yếm. Ở sau dây của nó có điều chỉnh keo thấp cho mình luôn, muốn keo muốn thấp gì là do mình nha. Phối vô như thế này nè chị, đó phối vô nó như thế này nha. Trăm 45.000 nguyên kẻ tiết này dùm em nha mấy chị ơi. Mấy chị mặc xong á, ở trên vai của nó chỗ phần này nó có điều chỉnh keo thấp luôn. Chị nào muốn keo lên tí thì cho keo lên tí, muốn thấp xuống rồi thấp xuống tùy mình nha. Đó, kẻ tiết luôn 145.000 nha chị ơi. Mặc đầm sơ mi không cũng được, hoặc là mặc xong rồi phối như thế này cũng được nha. 145.000. Rồi đẹp lắm, em nói là hợp với chị hạt bụi nhỏ. Dạ rồi, ok chị nè. Cái này em còn bộ nữa nha, chị nào lấy thì béo em. Rồi em que mẫu. Rồi chân váy đen size này là size S giùm em nha. Chân váy đen size S mấy chị ơi, tầm 48 kg đổ lại men vừa. Giá là 85.000. Chị lấy đen chốt em đen nha. Đen 85, chân váy đen. Rồi chân váy đen giá 85.000. Chốt liền dùm giúp em là chân váy đen nha mấy chị ơi. 85.000 chân váy đen. Chị lấy chân váy đen chốt dùm em là chân váy đen giá 85 nha. Chân váy đen giá 85.000. Chân váy đen ai lấy bé đi mấy chị ơi. Rồi em quay mẫu. Đầm
body nâu 135 nha mấy chị ơi, tay dài. Tay dài giùm em nha, hàng Quảng Châu. Giá là 135.000 cái đầm nâu này. Form 55 56 kg lại men vừa đầm trắng nuôi cá. Từ chờ em xíu, đầm trắng nuôi cá có gì chị? Đầm trắng dưới đuôi có viền đen bao nhiêu ký vừa? Đây đúng không chị ơi? Mẫu này nha chị, giá là 145.000. Mẫu này form 55 kg lại men vừa em nha. Mẫu này 55 kg lại men vừa, giá là 145.000 dùm em mẫu này. Nó kèm dây đai cho mình luôn. Chắc phải là bãi tuyết mưa dày dặn nha chị ơi. Tầm 55 kg lại là men vừa dùm em, giá là 145.000. 55 kg lại men vừa em nha, giá 145 nha mấy chị ơi. À lấy đầm trắng 145 chốt liền dùm em, đầm trắng với 145.000. Đây nha, trắng dùm em giá 145 nha mấy chị ơi. Vải tuyết mưa dày dặn rồi có kèm đai cho mình luôn. Giá là 145.000 đầm này. Giá 145 đầm này giúp em nha. Chị lấy đầm trắng chốt em đầm trắng 145.000, cổ là dạng cổ vét. Rồi đầm em mặc nè, 55 56 kg lại men vừa. Chỗ này nó có hình chà neo tay tay phối giùm em nha. 135.000, 55 kg lại men vừa có sỉ hai bên. 55 kg lại men vừa có sỉ hai bên nha mấy chị ơi. Đầm này chị nào lấy thì chốt em là đầm nâu nha, 135.000 đầm nâu. Có sỉ hai bên luôn, đầm nâu 135 nâu. Cổ yếm nè mấy chị ơi, cổ yếm 145.000 đầm cổ yếm, tầm 55 kg lại men vừa đầm đi tìa cổ yếm. Đính ngọc nha mấy chị ơi, đính châu nè, toàn bộ luôn dùm em nè. Cổ là dạng cổ yếm, sang lắm luôn. Mẫu này 145.000. Có 60 kg không? Chị Diễm Phúc Nguyễn Thùy là chị vừa, chắc chắn vừa nha chị. Kể cái đầm trắng và đầm em đang mặc là chị vừa luôn. 60 kg thì hai mẫu đó em không có nha Phạm Kim Liên ơi, 60 kg mẫu khác nha chị. Rồi đầm đỏ này form 55 kg lại men vừa giùm em nha. Chị Diễm Phúc Nguyễn Thị lấy mẫu này thì béo giùm em nha chị ơi. Đầm nâu chị cũng vừa và đầm trắng phía sau thì cũng vừa luôn nha. Chắc chắn là vừa nha chị Diễm Phúc Nguyễn Thị ơi, chắc chắn vừa giùm em nha. 135.000 lấy thì chốt nâu giùm em nha. Rồi đầm đỏ này giá là 145.000. Form này 55 kg lại men vừa giùm em nha. Đỏ này cổ yếm beo đẹp luôn. Đính châu nè, đẹp lắm cái đầm này mấy chị ơi. À lấy đỏ cổ yếm chốt liền dùm em, đầm đỏ cổ yếm nha. 145.000 đỏ cổ yếm 145. Đỏ cổ yếm 145 nha mấy chị ơi. Đỏ cổ yếm giá 145.000 giúp em nha. À lấy thì béo em. Chị Diễm Phúc Nguyễn Thị là cá nâu nè. Ok chị Vicky Nguyễn. Nâu 135 chị Diễm Phúc Nguyễn Thị. Rồi đầm trắng này nha chị Vicky Nguyễn ơi, 55 kg lại men vùm em giá 145.000. Cổ vét nha, cổ vét đẹp lắm mấy chị ơi. Đầm trắng có nghìn đa luôn cho mình, rất là đẹp. Trắng nghìn đa nha, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Chị mẹ Khánh Linh đầm trắng 145. Mẹ Khánh Linh. Dạ rồi, ok chị Diễm Phúc Nguyễn Thị. Simbi ở phía sau, ở sau lại đầm á chị ơi. Ở sau toàn bộ lại đầm. Vùng nào nữa không? Vậy rồi đợi em xíu.
em hết rồi chị Vicky ơi, có đúng một cái rồi chị ơi. Bi ở sau. Bi là có hai loại bi nè chị. Bi ở sau là đầm hết nha chị ơi. Bi ở sau là đầm hết nha chị, 135.000. Bi vàng. Còn này chốt em là nâu. Cái này nâu phối tay bi nha. Nâu phối tay bi 135.000. Cái này nâu phối tay bi giùm em nha. Còn này là bi vàng 135.000 một đầm. Đẹp lắm chị ơi, 40kg đổ lên giùm em nha. Và 57-58kg đổ về giùm em nè. Vải len co giãn nha mấy chị ơi. Còn này thun cũng đẹp lắm luôn. Rồi 135.000 giờ lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi. 135 nhang vàng nè, với lại nâu hai màu, giá 135. Rồi vàng nâu hai màu 135 giùm em nha. Chị lấy thì chốt nha mấy chị ơi. Vàng nâu hai màu 135. Chân váy trắng giùm em nha mấy chị ơi, 85.000. Size M tầm 52kg lại mang vừa. Mang vừa bữa giờ không xem rồi chị. Rồi trắng giùm em nha mấy chị ơi, trắng giùm em nè. Có túi hộp ở phía trước giùm em nha. Vậy hết rồi chị Vicky Nguyễn ơi, có đúng một cái. Rồi form 52kg lại mang vừa. Ok chị Diễm Phúc nha chị ơi, cái đó là đầm chứ không phải áo. Rồi trắng 85.000 giùm em nha mấy chị ơi. Tầm 52kg lại là mang vừa. Giờ lấy trắng 85 chốt giùm em là trắng nha. Giá 85.000 trắng nha mấy chị ơi. Trắng 85.000 giúp em nha. Giờ lấy chốt trắng 85.000. Cho váy là đúng một cái size M. Tầm 52kg lại mang vừa em mẫu này nha. Rồi chị nào lấy trắng chốt giùm em là trắng nè. Trắng 85.000 cho váy trắng. Cho váy trắng giá 85.000 cho váy trắng nha mấy chị ơi. Mấy chị có muốn coi quần rin không? Em lên quần rin cho mấy chị nè. Quần rin một đồng giá 165.000 một quần. Quần rin đồng giá 165.000 một quần giùm em nha. 165. Quần này size 28. 28 giùm em nha mấy chị ơi. Quần rin size 28 giá là 165.000 một quần. Quần rin là đồng giá 165 hết giùm em nha. Chân váy trắng bao nhiêu ký vậy? Chân váy trắng nó tầm có 52kg đó lại à chị Lâm Kim Phượng ơi. Cái trắng nó tầm 52kg đó lại à chị ơi. Rồi quần rin này giùm em nha, cho xem đầm màu. Rồi size 28 mẻ là 0015 giùm em nha. 0015. 0015 giá 165.000. Mẻ 0015 giùm em nha mấy chị ơi, 165 cái này size 28. Chị lấy quần này chốt em mẻ 0015 size 28 nha. 0015 size 28. Rồi chân váy xanh giá 99.000. Chị lấy xanh 99 chốt giùm em là xanh nha, giá 99.000 xanh. Rồi xanh này giá 99.000 xanh giùm em nha. Từ 40kg đến 60-65kg giùm em vừa hết giùm em mẫu chân váy này luôn. Lưng rồi lưng thun bao đẹp luôn nha. 99.000 chốt em chân váy xanh giá 99.000 xanh. Rồi xanh 99 nè. Chân váy nâu giá 115.000 nâu. Nâu 115 giùm em nha. 40 đến 60-65kg vừa hết giùm em chân váy này. Giá là 115.000 chân váy nâu 115. Rồi nâu 115 giùm em nha mấy chị ơi. Chị lấy chân váy nâu 115 chốt liền giúp em là chân váy nâu nha. Giá 115.000 chân váy nâu này còn đúng cái cuối cùng. Nâu 115. Trắng này giá 95.000 giùm em nha. 40 đến 60 65kg gì vừa hết giùm em luôn. 95.000 chốt em chân váy trắng giá 95. Chốt em chân váy trắng giá 95.000 chân váy trắng giùm em mẫu này nha mấy chị ơi. 95.000 màu trắng, cái này phía trong của nó là ren, ở ngoài là lưới. Đẹp lắm luôn mẫu này giùm em nha. Ở ngoài là lưới nè. Chị nào lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Trắng 95.000 trắng. Rồi mẫu trắng này giá là 85.000.
Bên trong bên ngoài là một lớp lưới nha, bên trong có lót về chạy viền hai bên. 40 đến 60 65 cái gì vừa hết em, mẫu này có chạy viền. 85.000 chốt em trắng 85 nha mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy trắng 85 chốt liền giúp em là trắng, giá 85.000 trắng. Trắng 85 nha mấy chị ơi. À lấy trắng 85 chốt liền giúp em là trắng nè. À. Giá là 85.000 trắng 85. Bầu em mặc cái yếm này coi được không là bầu. Chị Loan cái yếm này nè. Bầu yếm này là yếm này bầu me chắc tới khi sinh luôn á, đẹp lắm luôn nè, vải von cực kỳ mát nha. Giá là 95.000 một yếm. Rồi, 40 đến 60 62 cái gì bầu bì gì bông chen thoải mái hết mẫu này giùm em nè. Yếm này 95.000 nha, Mỹ Thuận coi mẫu này được không? Yếm này mấy chị phối với là áo đen hoặc áo trắng hoặc áo nâu gì đó cũng được nha. Đẹp lắm luôn. 95.000 yếm dài, bầu bì bông chen thoải mái, giá 95.000 mẫu này giùm em nha. Rồi giá 95.000 mẫu yếm này nha mấy chị ơi. Ai lấy yếm 95 chốt liền giúp em là yếm giá 95.000. Vải von bao đẹp luôn mà. Von bao đẹp luôn nha. Giá 95.000 yếm. Ai lấy yếm 95 chốt liền giúp em là yếm 95.000, đẹp lắm luôn. Thoải mái luôn mấy chị ơi. Chị Lâm Kim Phượng nè. Chân váy xanh cho chị Liên Nguyễn 99.000. Chân váy xanh 99 chị Liên Nguyễn. Chị có cái khác không? Chị có tay é hả? Bầu tìm không ra mấy kiểu này, mua shop bầu mắc gì đâu. Rồi đầm này giùm em nha mấy chị ơi, đầm đen nè. Đầm đen dáng dài giùm em nha mấy chị ơi. MLXL. Đầm đen 115.000. Trời ơi đầm này sang lắm luôn nè, dáng dài giùm em nha. Cổ xéo quen bên giá 115.000 giúp em mẫu này. Có xẻ trước nha mấy chị ơi. 115.000 mẫu này em có size MLXL. B size. M dành cho chị nào tầm 52 53 ký đổ lại, không 53 54 ký đổ lại là vừa size M. L là tầm 50 L là tầm 57 58 ký đổ lại nha. XL chứ em nghĩ XL là tầm 58 ký đến 60 61 62 ký gì đó chắc cũng vừa luôn á. Rồi chị nào lấy chốt giùm em nha. Chân đầm đen 115. Đầm đen 115.000 giùm em đầm đen nha. Đẹp lắm mấy chị ơi mẫu này. Em đang cầm là size M. Đang cầm là size M nha mấy chị ơi. 115.000 cái đầm đen này, tay dài, dáng dài, beo sang, beo đẹp luôn cho mình luôn. Có xỉ giùm em luôn nha. Đó, có xỉ luôn. Rồi MLXL 4 size, chị lấy đầm đen này chốt em đầm đen kèm size 115.000. Hàng này vải đẹp cực kỳ. Mà giá thì rẻ lắm luôn mấy chị ơi, nhận hàng ưng ý. 115 chốt em đầm đen kèm size nha. MLXL B size. MLXL B size giùm em nha. Để em tìm đầm to nè. Trời em chết. Rồi đầm này giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này em có màu đen, màu đỏ hai màu. Rồi 60, 61, 62 ký gì vừa hết giùm em mẫu này luôn nha. Đầm này nha mấy chị ơi, màu đen, màu đỏ hai màu giá 115.000 một đầm. Đen đỏ hai màu giá 115, form là form suông nha, bầu bì bông chen thoải mái. Rồi màu đen, màu đỏ hai màu giá 115 đầm này, form suông thoải mái giùm em nha. Bầu bì mặc thoải mái luôn. Ai lấy đầm này chốt em đầm kèm màu 115.000.
60-65 cái gì cũng vừa luôn nha. Đen đỏ hai màu giá 1.15. Chị lấy đầm này chốt em đầm kèm màu, màu đỏ nè, màu đen là hai màu, 115 ngọc đầm, hàng Quảng Châu, vải beo đẹp luôn. Cái này em bán rẻ chứ không phải là vải xấu, cho nên mấy chị cứ yên tâm nha. Nhiều khi sợ thấy sale này có 115 ngàn không biết vải gì, nhưng mà yên tâm cứ mua thử một cái là biết nha, vải đẹp cực kỳ luôn. 115 ngàn, đen đỏ hai màu. Đỏ này đỏ đô mấy chị ơi, đỏ đô giùm em nha. Đỏ này màu đen đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 115 ngàn, 115 màu đi hay mau đi. Đây này chị em đang lên mẫu rồi nè. Rồi đen đỏ hai màu 115 nha. A à, lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. 62 kg chắc chắn vừa giùm em nha chị Liên Kim Phượng ơi. À, Lâm Kim Phượng, chắc chắn là vừa cái đỏ, 62 kg chắc chắn vừa nha chị. Rồi A à, lấy thì chốt giùm em nha. Đỏ đen hai màu 115 ngàn. Đỏ đen hai màu giá 115 giùm em nha. Chị lấy thì chốt giúp em nè. Màu đen, màu đỏ hai màu 115. Rồi đen đỏ hai màu 115 nha. Chị lấy chốt giùm em đen đỏ hai màu 115. Rồi mẫu này em mặc chắc chắn là vừa nha Duyên Nicky ơi, em mặc chắc chắn vừa, yên tâm. Rồi đầm này giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 60, 60, 62, 61, 62 cái gì vừa hết giùm em mẫu này luôn nha. Bầu bì bông chen thoải mái. Bầu bì bông chen thoải mái luôn giùm em mẫu này, có kèm dây cột eo. Dạ rồi, ok giờ Lâm Kim Phượng đầm đỏ. Rồi, mẫu này có kèm dây cột eo cho mình nha mấy chị ơi. Mẫu này giá 135 ngàn, có màu kem, có màu kem hai màu. Màu kem và màu kem hai màu. Đầm sơ mi đỏ cho chị Lâm Kim Phượng nè. Đầm em cầm nó có màu màu kem với lại màu kem nữa hai màu. Đợi em xíu nha, em lên màu cho mấy chị coi. Hồi nãy em còn màu đen nha, kem kem, màu kem đây nè chị ơi. Màu nãy là màu kem giùm em nha, cái này màu kem, ai lấy chốt giùm em nè. Màu kem 135 ngàn. Vải đẹp lắm mấy chị ơi, có dây cột eo mấy chị có thể mặc xuông hoặc là mặc xong cột nơ ở eo cũng được luôn. 135 ngàn, màu kem với là màu kem hai màu giá 135. 135 giùm em nha, màu kem nè mấy chị ơi, có màu kem. Màu đỏ hết nha Duyên Nicky ơi, còn màu đen à em ơi. Màu đen à nha, hết màu đỏ. Rồi 135 ngàn giùm em nha, màu kem nè. Với màu kem hai màu. Chị là lấy chốt em đầm kèm màu nha, có dây cột eo cho mình. Thích mặc suông thì mặc suông. Đẹp lắm mấy chị ơi, mẫu này giùm em nha. Chị Lâm Kim Phượng màu kem. Rồi màu kem, còn màu kem nha mấy chị ơi, lấy thì chốt giùm em nha. Là lấy hai cái hai màu hay là lấy màu kem mà lấy hai cái chị Lâm Kim Phượng ơi? Là lấy hai cái hai màu hay là lấy màu kem mà hai cái chị? Đây nha, em còn màu kem nha, chị lấy thì chốt giùm em nè. Màu kem 135 nè, mày vải đẹp lắm đó chị ơi. Màu ok chị Lâm Kim Phượng. Rồi đầm đỏ len tay phối phòng phòng giùm em nha. Rồi đầm này form 57-58 ký lại men vừa, chốt em đỏ 135 ngàn đầm đỏ. 57-58 ký lại men vừa nha. Đỏ len nè, đẹp lắm luôn á chị ơi. 135 ngàn, chốt em đầm đỏ 135 nha. Form tầm 57-58 ký lại là vừa luôn á. Chị lấy đầm kem, chốt em đầm đầm mà đỏ chứ. A à, lấy đỏ chốt đỏ giùm em nha mấy chị ơi.
Rồi đỏ 135 giùm em nha mấy chị ơi, có chị nào lấy đỏ này không? Giá 135.000đ, thơm 57 58 ký lại men vừa luôn giùm em. Cái này mặc Noel mặc Tết đẹp lắm luôn nè, tay của nó nha. Đẹp cực kỳ luôn. Đỏ giá 135.000đ. Chị nào lấy đầm đỏ 135 chốt liền giúp em đầm đỏ nha, giá 135 đầm đỏ. Đầm đỏ giá 135.000đ đầm đỏ giùm em nha mấy chị ơi. Chị cái đỏ len em vừa nhan Unity ơi, tại vẽ len phần trên nó co giãn tốt lắm luôn á. Vừa nhan Unity 135.000đ chốt em đỏ 135 nha mấy chị ơi. Đỏ giá 135.000đ giùm em màu đỏ này nha, 135.000đ đầm đỏ. Ai lấy đỏ 135 chốt liền giúp em đỏ giá 135.000đ đầm đỏ. Vả đẹp lắm mấy chị ơi, phần giữa của nó là len nha, phần tay phần phòng nè, cưng lắm luôn mẫu này. Ai lấy chốt liền giúp em nha mấy chị ơi. Đỏ 135.000đ đầm đỏ 135. Rồi áo hoodie hình mặt cười 75.000đ. Chị lấy mặt cười chốt liền em mặt cười 75 nha. 40 đến 65 ký men vừa luôn mẫu này. 40 đến 65 ký men vừa luôn giùm em mẫu này nha, hoodie hình mặt cười giá 75.000đ. Quả đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này chị nào bầu bì cũng có thể bông chen thoải mái giùm em nha. Bầu thì mặc cái quần legging cũng đẹp nha. Rồi 75.000đ áo hoodie hình mặt cười. Hoodie hình mặt cười giúp em mẫu này nha. Chị lấy cái này chốt liền giùm em nè, hoodie hình mặt cười giá 75.000đ. Chị cái đỏ lên đó em vừa. Ủa rồi rồi, vừa nhan Unisky ơi. Rồi ai lấy cái này chốt liền giùm em nha. Mặt cười 75.000đ áo này, áo hình mặt cười em nha, hút đi hình mặt cười 75.000đ. Chân váy len 115.000đ. Cái này 40 đến 60 kg. Vừa luôn giùm em nha, 40 đến 60 kg men vừa. Chân váy len giá 115.000đ mấy chị ơi. Len 115 giùm em nha, phía sau nó có cái túi nhỏ này, mẫu này em còn đúng hai cái cuối cùng, giá 115. Chất co giãn len mấy chị ơi, beo dày dặn beo đẹp luôn giùm em nha. Rồi phía sau có túi nhỏ phía sau như thế này. Có túi nhỏ phía sau như thế này giùm em nha, về phía trước nè mấy chị ơi, dáng dài. 115.000đ cái chân váy này nha. Ai lấy chân váy 115 chốt giùm em chân váy len 115.000đ. Đúng một màu duy nhất nha mấy chị ơi. Giá 115. Chị lấy chốt giùm em chân váy 115 với len. Len 115 giùm em nha mấy chị ơi. Đầm đỏ 50 kg, Thúy So Kiêu thì nó sẽ hơi vải len, nói chung vải len nó cũng thoải mái nha Thúy So Kiêu ơi. Vải len thì người nào to to thì nó sẽ căng cái vải, nó co giãn nhiều ra nó cũng vừa. Mà mình nhỏ nhỏ người thì mình mặc cũng được luôn nha. Không có sợ ấy đâu. Thúy mà rộng vừa phải thì nghĩ là rộng vừa phải chứ không phải là rộng thùng thình ra đâu nha Thúy So Kiêu ơi. Còn nếu như mà muốn mặc mà ôm sát eo luôn, chịu khó ra bóp hai bên eo một xíu là nó sẽ vừa, cái eo của mình nó đẹp nha. Nhưng mà nghĩ là nó không có phải rộng thùng thình đâu. Rồi áo này trở vai cổ nó có theo chữ giùm em nha. Trở vai cổ có theo chữ giùm em nè, vải kete beo đẹp luôn. Áo này form tầm 53-54kg lại men vừa, 53-54 ký lại men vừa em mẫu này nha. Chốt em trắng giá 65.000đ trắng. Trở vai chữ là chữ theo hết giùm em nha, dây kéo nằm phía sau lưng. 53-54 ký lại men vừa. Chốt em trắng giá 65.000đ, áo trắng 65. Vải đẹp mấy chị ơi, cái này vải đẹp lắm. Giá 65.000đ giùm em nha. Giá 65.000đ. Rồi trắng 65 giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy trắng 65 chốt liền giùm em là trắng nha, giá 65.000đ trắng. Rồi trắng 65 giùm em 53-54 ký lại men vừa, chất vải kete rất là mịn rất đẹp luôn nha. Giá 65.000đ. Chị lấy trắng 65 chốt em trắng giá 65.000đ. Trắng 65 nha mấy chị ơi.
À lấy trắng 65, chốt thì vuông trắng nhé, 65 nha. Ok Unity nha em ơi, cái này set này giá 85 ngàn nguyên cả set nha mấy chị. Form 40 đến tầm 56-57 kg là mang vừa set này luôn dùm em. 85 ngàn nguyên cả set gồm cái áo 2 dây với là một cái áo cardigan dáng dài, 85 ngàn nguyên cả set. Rồi một áo cardigan dáng dài mấy chị có thể để dài, không mấy chị mặc xong mấy chị cộng ngang cho em mình cũng được luôn nha. Giá là 85 ngàn một nguyên set gồm áo top cardigan bên ngoài và áo hai dây bên trong luôn, bao đẹp luôn nha mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu nên vải yên tâm nha, vải đẹp lắm. Xếp này em có màu kè phơ sữa, màu xám với màu trắng, ba màu. Kè phơ sữa xám trắng ba màu dùm em xếp này nha. Chị lấy xếp này chốt em xếp kèm màu, 85 ngàn nguyên cả xếp. Hai dây này mặc với lại một sọc rin, mặc chân váy cũng được, cũng đẹp luôn nha. Chị nào muốn lót bên trong mình mặc, lót bên trong cũng được, kẻ xít luôn 85 ngàn. Nguyên áo hai dây và áo khoác cardigan bên ngoài. 40 đến tầm 56-57 cứ dùm em nha, tay có đệm luôn, trên vai có lót đệm cho mình luôn nha. Rồi cardigan 85 ngàn nguyên kẻ xít dùm em nha. Chị lấy xít này chốt liền giúp em là xít kèm màu trắng, kè phơ sữa với lại màu xám. Trắng kè phơ sữa xám ba màu. Xém luôn nha mấy chị ơi, xém luôn. 85 ngàn nguyên cả set, áo 2 dây và áo cardigan bên ngoài. Rồi trắng nâu xém ba màu. Trắng nâu xém ba màu dùm em nha. À lấy chốt dùm em là set kèm màu xém. Rồi ba màu nha mấy chị ơi. Trắng xém nâu ba màu 85 ngàn cả set. Rồi lấy set chốt set kèm màu nha. Trắng xém nâu be màu nha mấy chị ơi. Đầm đỏ body 125, form này 52 kg lại men vừa em nha. 52 kg lại men vừa. Body đỏ 125 nha mấy chị ơi. À lấy đỏ 125 chốt em đỏ 125 ngàn nè. Body đỏ 125. 40 đến tầm 52 kg là vừa cái body đỏ này dùm em nha. Giá 125 ngàn. 125 body đỏ 125 dùm em nha mấy chị ơi. À lấy đỏ 125 chốt em nè. Đỏ 125 ngàn. Trắng 50 chốt em lên trắng 50. Form này từ 40 kg đến 56-57 kg là men vừa luôn dùm em nha. Cổ viền áo vải len 50 ngàn chốt em trắng 50. Rồi chốt trắng 50 dùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy trắng 50 chốt liền giúp em là trắng giá 50 ngàn trắng. Vậy là vải len co giãn nha. Tầm 40 kg đến 56-57 kg là men vừa luôn dùm em mẫu này. Trắng giá 50. Đẹp nha mấy chị ơi, vải đẹp á. Len trắng 50 nha, chốt em len trắng giá 50. Len trắng giá 50 ngàn len trắng. Len sọc 2 dây giá 75 ngàn. Sọc 2 dây giá 75 ngàn, form cũng từ 40 kg đến 56-57 kg là men vừa luôn dùm em nha. 40 kg đến 56-57 kg là men vừa luôn dùm em mẫu này. Chị lấy 2 dây chốt liền dùm em là 2 dây 75 ngàn, 2 dây. 2 dây 75 ngàn giúp em mấy chị ơi. À lấy 2 dây chốt 2 dây 75 nha. Rồi đây nha mấy chị, 2 dây 75 ngàn gọi là vải len. Mấy cái vải này dễ thương lắm. Màu đẹp, vải đẹp cực kỳ mấy chị ơi.
Rồi ai lấy 2 dây chốt giùm em 2 dây nha, 75.000 2 dây. 2 dây 75.000 2 dây. Chân váy xanh 99.000 40 đến 60 kg mang vùi em nha. 40 đến 60 kg luôn là lung thun. Đẹp lắm luôn mẫu này, chốt em chân váy xanh giá 99.000 xanh. Rồi xanh giá 99.000 giùm em mẫu này nha mấy chị ơi. Dễ thương cực kỳ luôn, số vải nè. Màu vậy màu xanh min nó xanh nhạt nhạt nha, beo đẹp luôn á. Chốt giùm em là chân váy xanh 99.000 xanh. 99.000 chân váy xanh nha mấy chị ơi. Ai lấy xanh 99 chốt liền giúp em là xanh giá 99.000 chân váy xanh. 99.000 chân váy xanh. Chín chín ngàn xanh giùm em nha mấy chị ơi, ai lấy xanh 99 chốt xanh 99. Rồi đầm này 135.000 40 đến 60 kg, 61 62 kg vừa hết giùm em mẫu này nha. Mẫu này 135.000. Một màu xanh duy nhất, màu xanh. 135 giùm em nha mấy chị ơi, 40 đến 60 kg. Rồi màu xanh giùm em nè, màu xanh 135.000 màu xanh. Đầm xanh dáng dài như thế này nha mấy chị ơi. Xanh dáng dài như thế này, chị nào thích mặc suông thì mặc suông, không thì mình mặc xong mình cột cái nơ ngang eo lại. Nó kìm dây cho mình nè. 135.000 đầm xanh. Chị lấy xanh 135 chốt giùm em xanh 135.000, tay nó hơi phồng phồng dễ thương nha mấy chị ơi. Xanh 135 giùm em nha, bầu bì bông chiên thoải mái mẫu này, dáng dài có dây cột eo. Dáng dài có dây cột eo mẫu này giùm em nha. Chốt em xanh 135.000 xanh nha mấy chị ơi. Đây điểm xanh 135. Rồi mẫu này giúp em nha, xanh với 135.000. Ai lấy xanh 135 chốt liền em xanh 135.000 xanh. Đây nha mấy chị ơi. Rồi xanh 135 xanh nha, ai lấy xanh chốt xanh liền với em 135, vải đẹp hàng Quảng Châu. Xanh 135 xanh. Xanh 135 nha mấy chị ơi. Đầm đen giá là 95.000. Đen 95 giùm em, vải là vải len nha, vải là vải len. Và form 53 54 kg lại men vừa, đầm này vải len 53 54 kg lại men vừa giá 95. Chị lấy đen 95 chốt liền giúp em là đen 95.000 đen. Rồi chắc em nghỉ nha mấy chị ơi, khoảng tầm 1 giờ 1 rưỡi đó em la lại. Rồi giờ em nghỉ nha mấy chị ơi, tầm 1 giờ hoặc là 1 rưỡi gì đó em la lại nha. 1 giờ 1 rưỡi đó la lại. Rồi em nghỉ nha mấy chị ơi, bye bye.